Xin chào các bạn đã đến với Tom Thiếu Gia. Trong video hôm nay, Tom Thiếu Gia sẽ giới thiệu với các bạn một bộ anime vô cùng thú vị, kể về cuộc sống tái sinh của một cậu thanh niên trên một vùng đất mới. Tại vùng đất này, cậu thanh niên ấy đã lựa chọn cho mình một cuộc sống làm nông. Cùng với kiến thức từ thế giới cũ, cậu đã bắt đầu trồng trọt, gây dựng cho mình một ngôi làng và gặp gỡ những cô gái xinh đẹp thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Nào bây giờ hãy cùng với Tom Thiếu Gia khám phá cuộc sống làm nông đầy thú vị của cậu thanh niên này nhé! Một linh hồn tên là Machio Hiraku đang đối mặt với một vị thần. Ổng bảo mình là thượng đế cai quản thế giới. Do cậu đã chết nên đã đến đây. Ổng bảo cậu sống 39 năm trên đời nhưng gặp quá nhiều trắc trở, bị người khác phản bội rồi lại mắc bệnh nan y. Vì thế nên ổng sẽ ban cho cậu một cuộc đời thứ hai, có cơ thể khỏe mạnh và không mắc bệnh. Ổng nói cuộc đời cậu tàn tạ như thế cũng là do một phần do sơ suất của ổng, nên điều này coi như là đền bù. Ổng bảo sẽ cho cậu một cuộc đời mà cậu muốn. Cậu nói với giọng nói phấn khích, nói mình muốn được làm nghề nông, vì lúc nằm trên giường bệnh, cậu có theo dõi một chương trình TV về điều đó. Cậu còn nói mình vốn không giỏi giao tiếp, nên muốn được làm nông ở một chỗ ít người. Ổng nói làm nông thuộc thẩm quyền của thần khác, nên ổng gọi hỏi ý kiến của thần đó. Mọi việc đã ổn thỏa, thế là ổng ban cho cậu một cuộc sống mới, cùng với một nông cụ vạn năng. Cậu tỉnh dậy trong một khu rừng với cơ thể của một thanh niên trai tráng. Cậu đã sẵn sàng cho một cuộc đời mới với công việc làm nông của mình. Cậu không biết phải lấy công cụ vạn năng ông thần nói ở đâu, thì một cây cuốc đất xuất hiện trong tay cậu. Cậu dùng cuốc thì nó rất nhẹ và không mất sức, dù đó có là đất cứng hay rễ cây cũng không làm cho cậu một chút khó khăn nào. Nhưng trước hết cần phải có nước và lương thực, thế là cậu đi xung quanh để trinh sát khu này. Cậu nhìn thấy một cái cây to bự, nên quyết định chọn chỗ này làm căn cứ của mình. Do tìm không thấy sông suối ở đâu, nên cậu đành sử dụng cảm xạ để tự mình đào giếng. Nhưng dù đi lòng vòng cả ngày trời vẫn chẳng cảm nhận được gì, nên cậu triệu hồi ra một cái sảnh. Cậu đào đất rất nhanh và không hề cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng cũng đã đào được mạch nước ngầm. Việc nước đã lo xong, bây giờ sẽ lo đến việc ăn, nhưng kỳ lạ là cậu lại chẳng hề thấy đói chút nào, nên cậu quyết định sẽ dọn dẹp khu vực này để trở thành một căn cứ đúng nghĩa. Cậu định sẽ làm một cánh đồng ở đây, nên phải chặt đi cái cây ngáng đường. Cậu định sẽ chặt hai bên cây như sách giáo khoa đã chỉ, nhưng cây dìu vạn năng lại rất ảo ma, chỉ một cú vung là cái cây đổ luôn. Nhân tiện có cái cây, nên cậu lấy ra một cái dựa để xử lý cái cây lấy gỗ. Với cái dựa cậu đã dễ dàng cắt xén cái cây dễ như là đang cắt một cái bánh. Đã có được những cây gỗ tươi tắn, việc bây giờ là cần phải xây một căn nhà. Nhưng có vẻ mặt trời sắp lặn, điều đó có nghĩa là trời sẽ tối thui. Nên cậu lo lắng không biết phải làm thế nào để có ánh sáng. Dù đã cố triệu hồi ra bật lửa, diêm hay đèn pin nhưng vẫn chẳng có cái nào. Thế là cậu triệu hồi ra một cái kính lúp để tạo ra lửa, nhưng nó chỉ hoạt động được nếu như mặt trời chưa lặn. Cậu đành đục một cái lỗ của cái cây để làm chỗ trú và chế tạo ra các dụng cụ cần thiết bằng những khúc gỗ đã cắt xét ban nãy. Cậu thắc mắc không biết là do nhãn lực của cơ thể khỏe mạnh tốt hơn hay nhờ vào ánh sáng của hai mặt trăng ở hành tinh này mà cậu có thể quan sát rõ được khi trời đã tối. Ngày hôm sau, cậu thức dậy và uống một ly nước, sau đó dùng kính lúp để tạo ra lửa và tiếp tục mở rộng lãnh thổ để tạo một cánh đồng. Đang lo lắng về lương thực vì lúc này cũng đã thấy hơi đói, thì có một con thỏ quái dị ở đâu xuất hiện tấn công cậu. Cậu đập cho nó xanh cỏ và nó đã trở thành bữa ăn cho cậu, nhưng thịt của nó có vẻ không được ngon cho lắm. Ăn uống thì cũng phải đi ị, nên cậu đã xây cho mình một cái nhà vệ sinh ngoài trời và cũng tranh thủ làm luôn và ngay cho sảng khoái tinh thần. Nhưng vẫn cảm thấy không được sảng khoái cho lắm, nên cậu đã xây nó kín đáo hơn một chút và lúc này có vẻ hơi sảng khoái một tí rồi. Sau khi đã giải tỏa được căng thẳng, cậu bắt tay vào việc xây dựng cánh đồng. Cậu suy nghĩ không biết nên trồng gì trước tiên. Nhưng việc trước tiên là hạt giống ở đâu để trồng thì lại không nghĩ. Nhưng rất kỳ lạ khi sáng hôm sau, cánh đồng mà cậu trồng đã nảy mầm. Cậu nghĩ đó rất có thể là do nông cụ vạn năng của mình. Thế rồi cậu quyết định sẽ bảo vệ cánh đồng này bằng cách xây dựng hàng rào xung quanh và đào một cái hào để cho chắc ăn hơn khi có những con thú tấn công. Sau một thời gian thì cậu cũng đã xây cho mình một cái chòi, cánh đồng cũng đã phát triển lên rất nhiều. Cuộc sống có vẻ như chỉ có một mình, thì cậu bắt gặp hai con chó ở bên ngoài hàng rào. Thấy tụi này đang bị thương và không có ý định tấn công, nên cậu để tụi nó vào lãnh thổ của mình và còn cho tụi nó ăn. Cậu nhìn ngắm tụi nó rất chăm chú và phát hiện một con đang mang thai. Cậu vốn thích nuôi chó từ bé, với lại chó được xem như là người bạn của nông dân, nên cậu hy vọng tụi nó ở lại luôn thì tốt quá. Bỗng cái con đang mang thai đau bụng quằn quại, có vẻ như là nó sắp đẻ, nên cậu đã chuyển nó vào trong căn chòi của mình. Cậu đốt lửa bên ngoài cửa để sưởi ấm cho tụi chó. Sáng hôm sau, cậu nhìn thấy con chó đã đẻ được 4 đứa con khỏe mạnh nên mang phần thịt ngon nhất để bồi dưỡng cho tụi chó. Bọn chó có vẻ không có ý định rời đi nên cậu để căn chòi cho tụi chó ở và xây cho mình một căn nhà mới.
Khi tụi chó con bắt đầu chạy nhảy được thì cây trồng cũng đã đến lúc thu hoạch. Cậu đặt tên cho con chó đực là Kuzo, con chó cái là Zuki. Cậu đưa cà chua cho tụi nó ăn và không ngờ chó lại có thể ăn được hoa quả mà lại còn ăn rất ngon miệng. Nên cậu muốn trồng nhiều hơn nữa để cho tụi nó ăn. Vì trước kia từng mắc sai lầm mà cho cậu sống một cuộc đời có hơi tệ hại nên giờ ông thần kiểm tra coi cậu sống có ổn không. Nhưng nào ngờ ổng lại mắc sai lầm thêm một lần nữa, ổng đã đưa cậu đến sống trong một khu rừng vô vàng mối hiểm nguy, đầy rẫy những con quái vật rình rập. Khu rừng này được gọi với cái tên là khu rừng chết, bị đưa vô đây thì chỉ có chết. Nên ổng tự trách bản thân và định sẽ xin lỗi cậu đàng hoàng nếu cậu sớm chết mà quay trở lại đây. Nhưng cuộc sống của cậu có vẻ không tệ như ông thần đã lo lắng. Cậu nhận ra khi sử dụng nông cụ vạn năng lúc cuốc đất, chỉ cần nghĩ đến loại cây trồng muốn trồng, thì loại cây đó có thể tự mọc mà không cần đến hạt giống. Và những loại cây được trồng bằng nông cụ vạn năng đều phát triển rất nhanh, thậm chí còn phát triển vượt mức bình thường. Cậu bảo mình có cuộc sống thư thả như thế này cũng nhờ có ông thần, nên cậu đã tạc tượng ổng và cả tượng của ông thần nông nghiệp. Để tăng thêm nguồn lương thực, cậu bắt đầu thử trồng cây ăn quả. Trong khi chờ cây lớn thì cậu chơi trò ném dĩa với tụi chó. Cậu rất vui vì có tụi nó ở bên, nếu không thì sẽ cô đơn lắm. Đám chó còn có khả năng trinh sát trong rừng, nhờ vậy phạm vi và lãnh thổ có thể tăng thêm rất nhiều. Và cậu đã tìm thấy được một con suối, nên có ý định sẽ làm một đường ống dẫn nước tới lãnh thổ của mình. Nhưng trước tiên là phải xây một cái nhà vệ sinh gần sông trước đã. Cậu còn dùng công cụ vạn năng hóa thành một chiếc xe đẩy. Với nó cậu có thể tự do di chuyển và làm mọi thứ mà không hao tổn quá nhiều sức lực. Cậu mở rộng cánh đồng và trồng một số loại cây trồng hữu ích như cây lúa, cây mía đường, cây cải dầu và cây giá đỗ sẽ phát triển thành đậu. Cậu muốn ăn đậu luộc muối nhưng tiếc là vẫn chưa biết tìm muối ở đâu. Thời gian dần trôi qua, mùa đông cũng đã tới gần, không khí bắt đầu trở nên lạnh lẽo hơn. Nên lúc này cậu rất cần trang phục mùa đông, cậu đã thử dùng da của thỏ khổng lồ, nhưng nó lại phát ra mùi hôi rất khó chịu. Bỗng ở đâu xuất hiện một con nhện to bự, nó còn khoe khả năng dệt tơ của nó, thoáng chốc đã có được một cái khăn đẹp đẽ. Con nhện ở lại và làm tổ trên một cái cây to, cậu đặt tên cho nó là Jabuton. Nó rất thích được ăn khoai tây, nên đổi lại nó cũng dệt cho cậu trang phục để giữ ấm trong mùa đông lạnh giá. Ngoài ra còn dệt thêm rất nhiều thứ hữu ích khác trong nhà, nên nền văn minh ở đây cũng đã tiến bộ một cách rõ rệt. Và mùa đông cũng đã tới, con nhện có lẽ đã ngủ đông nên không còn thấy nó xuống cây nữa. Cậu thì cảm thấy hơi cô đơn và tự hỏi bản thân lần cuối nói chuyện với con người là khi nào. Thoáng chốc mùa đông cũng đi qua, những con chó nhỏ đã lớn và chúng rời đi vào rừng, không bao lâu bọn nó quay lại cùng với bạn đời của mình. Một thời gian dài không gặp thì Jabuton cũng đã có cho mình một bầy con. Dân số đã tăng lên nên cậu quyết định sẽ mở rộng thêm cây trồng để đảm bảo nguồn lương thực. Bỗng con nhện gõ chuông báo động, có lẽ điều nguy hiểm nào đó đang đến gần. Cậu vào rừng thì phát hiện một bé gái khỏa thân bị tơ nhện quấn quanh. Cậu định đến giúp cô bé thì bị cô bé bất ngờ cắn vào cổ mình. Thoáng chốc cô bé ấy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và có luôn cho mình một bộ trang phục. Nhưng đẹp đẽ không được bao lâu thì cô bị bọn chó tấn công ác liệt, thế là lại trở về với hình hài của bé gái khi nãy. Sau một hồi tra hỏi, cậu biết việc gặp gỡ chỉ là tình cờ và cô không hề có ý định xấu xa gì. Do kiệt sức nên cô không duy trì được trạng thái và trang phục nên cần hút máu để phục hồi lại sức khỏe. Thấy có lỗi vì bị mấy con chó của mình bắt nạt nên cậu đành cho cô ấy hút máu lần nữa. Cậu dẫn cô gái vào lãnh thổ và cô gái rất ngạc nhiên vì giữa rừng lại có một nơi tuyệt vời như thế này và còn trồng rất nhiều loài cây mà cô chưa từng biết. Cậu hái cho cô một trái cà chua ăn thử, cô ăn với khuôn mặt rất thích thú. Sau đó cậu còn dẫn cô khám phá thêm nhiều loài cây khác. Cô gái này tên là Zuzuzushi, một ma cà rồng và có thể sử dụng được ma thuật. Cô tiết lộ mình có nghiên cứu về những loài thảo dược. Do muốn chiếm đoạt các nghiên cứu này nên một tên quý tộc đã cho người truy đuổi cô. Vì thế cô định trốn một thời gian để chờ mọi chuyện lắng xuống và hy vọng sẽ tìm được những loài thực vật để nghiên cứu. May mắn khi ở đây lại có quá nhiều loài thực vật mà cô chưa từng biết. Cô còn ngạc nhiên khi cậu không hề biết khu rừng này là một khu rừng nguy hiểm và còn thuần hóa được những con thú nổi tiếng dữ tợn. Cậu nhận ra đây là một cuộc gặp gỡ hiếm có và rất khó có thể để gặp được một người nào khác, nên cậu đề nghị cô sống ở đây và hy vọng cô có thể sống ở đây mãi mãi với cậu. Điều đó làm cô rất ngại ngùng vì khi nghe chữ mãi mãi nên nghĩ cậu đang cầu hôn mình. Cô cũng cố giải thích về việc mình bị truy đuổi, cũng như cô là ma cà rồng, nhưng cậu nói mình không quan tâm. Cô nghĩ mình cũng không còn nơi nào để đi, với lại cũng cần một nơi để nghiên cứu. Và chỗ này lại là một nơi lý tưởng cho điều đó. Nhưng còn chuyện kết hôn thì có lẽ hơi đường đột quá. Cậu nhận ra lời mình nói lúc nãy đã gây hiểu lầm, nên xin lỗi và năn nỉ cô hết lời để cô ở lại. Thấy sự nhiệt tình của cậu nên cô đồng ý. Quá mừng nên cậu nhào tới ôm cô làm cho cô hoảng hốt.
Sáng hôm sau, khi thấy Du có vẻ trẻ hơn một chút làm cậu thắc mắc, cô bảo mình làm thế để tự vệ, vì trạng thái này sẽ giảm đi sự hấp dẫn và làm cho cậu kiềm chế bản thân mà không làm điều gì bậy bạ. Cô hỏi cậu có thể trồng thảo dược trên cánh đồng này không, cậu nói mình sẽ thử. Cô nghĩ mình sẽ phải tìm hạt giống để trồng, nhưng cậu bảo mình không cần hạt giống. Có Du sống cùng nên cũng đỡ đần cho cậu thêm nhiều công việc. Cô còn dùng ma thuật tạo ra một cái đèn trong nhà vệ sinh. Chỉ cậu nơi có thể lấy được muối, làm cậu ngỡ ngàng vì muối ở khắp nơi nhưng lại không biết. Du còn pha trà thảo dược rất ngon nên cả hai đã cùng ngồi thưởng thức một tách trà ấm áp vào buổi sáng. Bỗng ra Buton lại đánh chuông báo động, cả hai vội vã vào rừng thì Hiraku nhìn thấy một cảnh tượng khá là quen thuộc, một cô gái xinh đẹp tóc vàng có cánh đang bị tơ nhện quấn quanh. Sau khi được thả, cô gái sử dụng ma thuật để chữa lành vết thương và trang phục. Khi nhìn thấy Du thì cô gái tóc vàng nhận ra đây là người mà mình truy đuổi và đòi bắt Du, nhưng mấy con chó ngăn lại và tấn công cô gái. Cả ba sau đó cùng ngồi nói chuyện, Du giới thiệu Hiraku là chồng mình, làm cậu ngạc nhiên vì cô gọi mình như thế, còn cô nói xong thì đỏ bừng hết cả mặt. Cô gái tóc vàng giới thiệu mình tên là Tia, là người thuộc tộc thiên thần, cô truy đuổi Du do Du bị truy nã vì làm loạn trong thị trấn. Du liền nói là do gã quý tộc quá phiền phức nên cô đã trừng phạt gã một chút. Nhưng Tia lại không nghĩ đó chỉ là một chút, còn nói Du chuyên nghiên cứu mấy loại thuốc rất mờ ám, đi đến chỗ nào mà có điều gì không ưng là cho nổ tung cả chỗ đó. Và Du cũng thừa nhận với Hiraku là mình đến đây để chạy trốn khỏi Tia, vì Tia mạnh hơn cô một chút. Làm Tia ngạc nhiên khi nghe cô thừa nhận mình yếu, điều mà trước đây chưa xảy ra bao giờ. Thực ra điều đó là do bầy chó quá hung hăng làm cô lâm vào tình cảnh bất lực, cả Tia cũng cảm thấy rùng mình khi nhớ đến. Rồi Du bảo hãy gác lại hết mọi chuyện và rủ Tia cùng sống ở đây, vì nghĩ rằng nơi đây rất tuyệt vời và Tia chắc chắn sẽ thích. Sau đó Du dẫn Tia tham quan cánh đồng, khi nhìn thấy Zabuton làm cho Tia ngất liệm đi vì sợ hãi. Hiraku còn hướng dẫn Tia cách thu hoạch bắp cải, cậu còn đưa cô ăn thử bắp cải rắc muối, cô ăn rất ngon và vô cùng thích thú. Cô còn thưởng thức cả dâu tây và rất thích loại quả vừa ngọt vừa chua này, nên nghĩ việc làm đồng thú vị hơn cô nghĩ. Thấy Tia có vẻ thích thú nên Du năn nỉ Tia ở đây, vì nếu chỉ một mình thì cơ thể của cô sẽ chịu không nổi, làm Tia không hiểu cô nói cái gì. Cả ba thế là cùng chung sống vui vẻ với nhau, cùng thu hoạch rau củ, cùng ăn uống và cùng nhau trò chuyện. Tia đề nghị trồng thêm dâu tây, nhưng Hiraku nghĩ nếu trồng nhiều quá thì khó mà thu hoạch kịp vì hiện tại cũng đã khá bận rộn rồi. Hiraku nhận ra những con chó nhỏ này cũng đã bắt đầu lớn hơn và nhìn lại gia phả của mấy con chó ở đây, nên nghĩ cái chòi nhỏ kia có lẽ không còn đủ chỗ cho bầy chó, nên cậu quyết định sẽ làm khu vực cho chó bên cạnh vườn cây ăn quả. Và thế là bọn chó đã có được một nơi ở mới rộng rãi hơn. Đám con nhỏ của Zabuton thì đã di cư bằng cách thả bay theo cơn gió. Cậu hơi tiếc vì bọn nó rời đi, nhưng lại nhận ra vẫn còn một đám chọn ở lại. Tia cũng xin phép rời đi một chút, thế là cô vung cánh và bay đi. Vài ngày sau đó cô trở lại và mang theo khá nhiều tiên nữ, từ trái qua phải lần lượt có tên là Lit, Lita, Lily, Lia, Lifu, Licot, Lize. Nhìn họ trẻ đẹp thế chứ thật ra người trẻ nhất cũng đã hơn 300 tuổi. Tia bảo tất cả họ đều có hoàn cảnh khó khăn, nơi họ sinh sống vào 200 năm trước đã bị hủy diệt do bị kéo vào cuộc chiến của loài người. Kể từ đó bộ tộc đã phân tán và đi khắp nơi để tìm chỗ định cư, vì nếu không có chỗ định cư thì rất khó để gia tăng dân số, nên họ đến đây với hy vọng được ở lại. Thế là Hiraku đã đồng ý sẽ cho mọi người được ở lại với điều kiện phải hòa thuận với nhau. Các tiên nữ sau đó được giới thiệu với Zabuton và đám chó, các cô gái xinh đẹp này cũng ngất liệm đi giống như Tia trước đó. Do số người đã tăng lên nên Hiraku cũng sẽ xây thêm một chỗ ở mới cho cả 7 người họ. Ngoài ra cậu còn xây thêm nhà vệ sinh và một chỗ để rác. Các tiên nữ cùng nhau xây nhà, họ có vẻ rất rành về kỹ thuật xây dựng, cách xử lý và sắp xếp gỗ cũng rất chuyên nghiệp. Hiraku cũng học được rất nhiều thứ từ họ và sau 10 ngày căn nhà cũng đã hoàn thiện. Khi thấy căn nhà tốt hơn căn chòi của mình, làm Hiraku không khỏi ganh tị. Căn nhà được xây khá rộng rãi, phòng khách rất lớn và có thể tụ tập vui chơi và ăn uống. Khi nói chuyện với Lia, Hiraku ngạc nhiên vì tộc tiên cũng ăn thịt và dùng lửa, vì theo hiểu biết của cậu ở thế giới cũ, thì tộc tiên sống hòa mình với thiên nhiên và họ rất ghét lửa. Lia muốn được giúp đỡ thêm nên đề nghị được làm công việc đào khoáng và rèn kim loại, nhưng trước tiên phải có lò rèn. Hiraku ngạc nhiên là họ có thể làm được điều đó, vì cậu nghĩ nghề này là của tộc người lùn. Cậu đã xây một lò rèn theo hướng dẫn của Lia, khi cho than và bột sắt từ sông vào lò rồi đốt nóng, sau đó rèn kim loại đã nóng chảy, sẽ cho ra sản phẩm vô cùng tinh xảo. Làm Hiraku rất thích thú vì họ có thể làm được mọi thứ. Họ bảo mình sống lang thang cũng suốt 200 năm, nên cũng có thể làm được nhiều thứ. Tuy nhiên thứ mà họ vẫn chưa làm được, đó là định cư và sinh sản. Cậu bảo họ cũng đã làm xong một việc rồi, nhưng khi nghĩ đến cái còn lại thì cậu lại không dám nhắc đến.
Lia nhận ra phía bên kia có một cánh đồng lúa. Hiraku bảo mình thu hoạch và xây nó thành bột đem đi bảo quản rồi. Li Fu rất muốn được lấy một ít để làm bánh. Điều đó làm cậu vô cùng phấn khởi. Thế là các tiên nữ cùng làm bánh rất vui vẻ với nhau. Thoáng chốc đã cho ra những chiếc bánh nóng hổi. Mới nhìn thôi là đã thấy thèm nhỏ dãi rồi. Tất cả mọi người cùng thưởng thức những chiếc bánh trông rất ngon miệng. Thấy có thể làm được bánh nên Hiraku muốn mở rộng thêm cánh đồng lúa. Bỗng cậu thắc mắc không biết nơi này thuộc lãnh thổ của ai. Dù không nghĩ nơi này thuộc sở hữu của ai, nhưng nếu xét phạm vi ảnh hưởng thì có lẽ là ma vương. Nghe thế làm cậu tím ngắt cả mặt, nên cậu lo lắng không biết mình trồng cây ở đây có gây phiền hà gì cho ma vương không. Nhưng Du nói nếu cậu tạo ra chỗ này mà không có được sự hỗ trợ từ ai, thì đây chính là lãnh thổ của cậu. Mọi người đều ngưỡng mộ Hiraku, cậu có thể thuần hóa được mấy con chó địa ngục và cả nhện quỷ, ngoài ra còn trồng trọt rất tốt, có thể tạo ra rất nhiều nông sản. Nhưng cũng rất ngạc nhiên khi cậu lại quá thiếu hiểu biết về thế giới này, hiểu sai về tộc tiên, cũng như không hề biết đến tộc thiên thần, nên nghĩ cậu đã sống một cách vô tư quá mức quy định. Zabuton bắt được một con ong chúa và đề nghị cho con ong được ở lại. Thấy nó có vẻ hiền lành và không nguy hiểm nên Hiraku đã xây cho nó một cái chòi ở cạnh vườn cây ăn quả. Sau 10 ngày bọn ong đã tạo ra được một tổ ong khá lớn, điều này có thể cung cấp cho ngôi làng kha khá mật ong. Bỗng Tia ở đâu bay tới định nói gì đó với Hiraku nhưng trông thấy lũ ong làm cho cô sợ hãi mà bay đi, làm cậu nghĩ cô có lẽ từng bị ong đốt. Cậu xây dựng một hồ chứa khá lớn với ý định sẽ dẫn nước từ suối về đây, nhưng vẫn chưa biết xây dựng đường nước thế nào. Nếu làm bằng cây thì có thể sẽ bị rò rỉ nước, còn đá thì vẫn chưa thể biết tìm ở đâu. Nên Hiraku đã dùng nông cụ vạn năng để làm cứng đất. Nó cứng tương tự như bê tông nên có thể sử dụng được. Nhưng Lia lại không biết bê tông là gì. Nhờ lượng đất thừa khi đào hồ chứa nên cậu có thể tận dụng luôn để làm đường dẫn nước. Cùng với sự giúp sức của các tiên nữ nên công việc trở nên dễ dàng hơn và thoáng chốc cũng đã hoàn thành. Đôi khi có mấy con cá trôi theo dòng nước mà đến đây, thậm chí còn có cả cá khổng lồ nên Hiraku đã có được những món cá ngon hết sảy con bà bảy. Tia và mọi người nhận ra đây là giống cá hung dữ của khu rừng chết nên lo lắng không biết có thể ăn được không. Nhưng khi thấy Hiraku ăn có vẻ rất ngon nên các thiếu nữ cũng đành ăn thử, nào ngờ nó đúng là ngon ngoài sức tưởng tượng. Khi đã có được nguồn nước nên Hiraku quyết định sẽ làm một ruộng lúa, cậu đào và làm cho ngập nước và nhờ các thiếu nữ trồng lúa giúp mình, đám nhện thì lo việc xử lý sâu hại. Với sự chăm sóc nhiệt tình nên ruộng lúa đã phát triển rất nhanh chóng và chín trong nháy mắt. Hiraku sau đó hướng dẫn các thiếu nữ thu hoạch lúa, họ học hỏi rất nhanh và làm rất điệu nghệ. Cậu phơi khô lúa để loại bỏ độ ẩm, sau đó cậu tạo ra một cái dây và dùng nó để tuốt các hạt lúa ra và tiếp tục tạo ra một cái cối để giã gạo, loại bỏ trấu và làm sạch gạo. Cuối cùng chúng ta cũng đã có được những hạt gạo sáng bóng vô cùng đẹp mắt. Nhưng để có thể ăn được thì cần có thêm một công đoạn vô cùng quan trọng nữa, đó là nấu gạo thành cơm. Hiraku lưu ý rằng khi nấu cơm bằng nồi thì phải để lửa thật nhỏ, khi bắt đầu sôi thì tăng lửa dần lên, nhưng dù thế nào cũng không được mở nắp ra. Sau tất cả thì thành quả cũng đã có, nhưng để ăn thật ngon thì phải vo cơm thành từng nắm. Cậu còn cho thêm thịt của con cá hôm trước làm nhân của cơm. Sau bao khó khăn và trải qua rất nhiều công đoạn thì cuối cùng các thiếu nữ xinh đẹp của chúng ta cũng đã có được những nắm cơm trên tay. Các thiếu nữ ăn thử và vô cùng phấn khích vì nó quá ngon, đúng là không uổng phí bao nhiêu cố gắng. Hiraku cho rằng đây chính là lúc vui nhất của một nông dân. Nhưng vui khoảng chừng là 2 giây thì cậu phát hiện ra mình vẫn chưa kịp ăn một nắm cơm nào thì đã hết sạch và chỉ còn đúng mỗi một hạt cơm. Các thiếu nữ có thể làm sạch cơ thể mình bằng ma thuật, nhưng Hiraku thì lại không thể làm được điều đó. Nên cậu quyết định sẽ xây một bồn tắm, thế là cậu bắt tay vào việc xây dựng. Nhưng giữa chừng thì cậu nhận ra và tự hỏi có ổn không nếu đưa nước thải trở lại sông. Tia gợi ý nên sử dụng những con slime vì chúng sẽ ăn các chất thải và làm sạch nước. Nhưng theo hiểu biết của cậu thì bọn nó là nguyên nhân cho rất nhiều cái chết cho những mạo hiểm giả mới vào nghề. Nhưng có lẽ cậu đã chơi game quá 180 phút rồi vì bọn slime ở đây trông rất dễ thương và vô hại. Tia còn bảo nếu thả slime vào nhà vệ sinh thì tụi nó cũng có thể làm sạch được. Nhưng Hiraku lại nghĩ thật dũng cảm lắm mới có thể xả trực tiếp lên đầu bọn nó. Thế là việc làm sạch nước đã được giải quyết. Việc cuối cùng là gom củi làm nước nóng thì bồn tắm sẽ hoàn thành. Bỗng cậu phát hiện một số nấm ở trên các khúc gỗ, nhưng không dám ăn vì sợ chúng có độc, nên cậu đã nảy ra một sáng kiến. Đó là dùng nông cụ vạn năng và đập vào các khúc gỗ, với hy vọng có thể trồng được các loại nấm ăn được trên đó. Do bận trồng nấm nên mãi đến chập tối bồn tắm mới hoàn thiện. Cậu hướng dẫn các thiếu nữ cách dùng, nhưng các thiếu nữ có vẻ không hiểu cho lắm, nên đề nghị cậu thực hành cho họ xem. Làm cậu có chút quan ngại nhưng cuối cùng cũng làm. Và việc đầu tiên trước khi tắm là phải cởi đồ, tiếp đó là làm sạch sơ qua cơ thể.
cuối cùng là ngâm mình trong bồn tắm. Nhưng khi bước vào bồn thì cơ thể cậu gần như sắp tan chảy vì quá sung sướng. Các thiếu nữ thấy thế liền nhanh chóng thực hiện, làm Hiraku đỏ mặt và định rời đi để nhường bồn tắm cho họ. Nhưng các thiếu nữ nghĩ tắm chung cũng chẳng sao, với lại cũng đỡ phải đun nước lại lần hai. Cậu thấy cũng có lý, nhưng bị vây quanh bởi các thiếu nữ xinh đẹp thế này thì có hơi xấu hổ. Nên cậu nghĩ cần có thêm một phòng tắm riêng cho mình. Các thiếu nữ phản đối vì độc chiếm bồn tắm một mình thì thật xấu tính. Hôm sau cậu phát hiện các cây nấm mà mình trồng đã thực sự có hiệu quả, nên quyết định sẽ làm một món lẩu nấm. Sau đó bọn chó đã đem ở đâu về được 5 tiên nữ mới, từ trái qua phải lần lượt là Lami, La, Lafa, Lasa và Lalasa. Làm Hiraku ngạc nhiên vì bọn họ đều là La, họ giải thích mình đều là họ hàng của nhau, cũng từng rời bỏ làng và lang thang khắp nơi, cũng đã 200 năm rồi mới gặp lại nhóm của Lia. Hiraku đồng ý cho họ ở lại, Lia đề nghị sẽ xây cho họ một căn nhà và làm lại nhà cho cả Hiraku, và còn quyết tâm sẽ phục hồi lại bộ tộc và sản sinh ra thật nhiều hậu duệ. Làm Hiraku không biết họ phải làm thế nào để sản sinh. Chú chó Kuzo nhận ra chủ nhân của mình lại có thêm nhiều giống cái. Nó bảo mình từ nhỏ đã sống một mình trong rừng và chưa từng đánh thua con chó được nào. Nó nghĩ cuộc đời nó chắc sẽ ung dung mà sống như thế. Nhưng đến một ngày nó gặp được một con chó cái và bị con cái đó dần cho một trận tơi tả. Thế là kể từ đó, nó quyết định sẽ đi theo con cái đó. Rồi một ngày con cái đó có chửa, nhưng nó lại không tự tin mình sẽ dẫn dắt một gia đình như những con thú khác. Một hôm nó đụng độ phải vua của khu rừng là một con gấu dữ tợn. Nó bị con gấu đó đánh cho ra bã. Nhưng chả hiểu sao con gấu đó lại không ăn thịt tụi nó mà bỏ đi. Do bị thương nên không thể đi săn, thậm chí còn bị mấy con từng là con mồi bắt nạt, lang thang đến trung tâm khu rừng, nơi mà ngay cả vua của khu rừng cũng không dám bén mảng tới. Tại đây nó đã gặp một con người giống đực, thường thì những kẻ trốn trong rừng sẽ không định cư tại một chỗ. Nhưng giống đực nhìn có vẻ yếu đuối như thế này lại có thể định cư ở đây một mình, và nó cảm nhận được sức mạnh từ công cụ vạn năng, nên đã biết được lý do và nghĩ có lẽ cuộc đời của cả bọn sẽ chấm dứt tại đây. Nhưng giống đực đó lại không làm hại mà lại còn chia sẻ thức ăn, chăm sóc và đặt tên cho bọn nó, nên nó đã coi Hiraku là chủ nhân của mình. Qua thời gian thì đàn của nó cũng đã dần đông lên và chủ nhân cũng đã gặp gỡ được rất nhiều giống cái của mình. Điều mà nó quan tâm nhất đó là chủ nhân không hề biết bọn nó được gọi là sói địa ngục, là một sinh vật mà cả thế giới khiếp sợ. Nhưng chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn và nó rất biết ơn khi gặp được chủ nhân. Cuối cùng nhà mới cũng đã hoàn thành, các cô gái dẫn Hiraku tham quan căn nhà và giới thiệu từng nơi cho cậu. Trên tầng 2 cậu nhìn thấy một căn phòng khóa chốt nên tò mò mở ra xem, thì phát hiện một chiếc giường dành cho hai người. Cậu âm thầm lặng lẽ đóng cửa lại và giả vờ như mình chưa từng thấy gì. Xuống nhà thì cậu phát hiện một nơi có thể nhìn rõ được cái cây đại thụ của làng. Nhìn từ chỗ này cậu cảm giác như cái cây đang dõi theo và bảo vệ mình vậy. Cậu còn làm cả tượng con chó và đặt ở cửa ra vào của căn nhà mới. Ngày hôm sau cậu quyết định thử sức làm món cà ri. Cậu giải thích món này tuy đơn giản nhưng rất có chiều sâu, là thả Du vào trong nồi rồi đun lửa, làm Du và Tia tím ngắt cả mặt vì nghĩ cậu có sở thích thật bệnh hoạn, làm cậu không hiểu họ đang nói cái gì. Hiraku dẫn Du và Tia đến cánh đồng của mình, nơi mà cả hai chưa từng thấy trước đây và có rất nhiều loại cây lạ. Cậu tiết lộ một số loại cây ở đây không mọc được ở khu vực có tuyết rơi, nhưng nhờ có công cụ vạn năng nên cậu có thể trồng được chúng ở đây. Rồi cậu thu hoạch một số loại gia vị cần thiết để làm cà ri. Đầu tiên là hạt thì là, một thành phần chính để tạo nên mùi cà ri. Thứ hai là củ nghệ, một thành phần chính để tạo nên màu của cà ri. Thứ ba là hạt ngò, một thành phần phối trộn để tạo nên gia vị cho cà ri. Phần lá của nó là rau để tạo mùi. Rau ăn rất ngon và mùi thì rất thơm, nhưng thật kỳ lạ khi mùi của nó làm cho bọn chó phải chạy cả 8.000 cây số. Du và Tia nhìn thấy và biết được một loại cây có thể đuổi được bọn chó địa ngục và rất đáng để nghiên cứu về nó. Cuối cùng là tiêu và ớt, hai gia vị không thể thiếu để tăng sự hấp dẫn cho cà ri. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, cậu chuẩn bị tiến hành việc nấu cà ri, nhưng lại chỉ có mỗi Lia ở đây phụ cậu làm cậu thắc mắc. Lia tiết lộ Du và Tia đang bận nghiên cứu một loại thuốc trừ ma cực mạnh vừa mới phát hiện được, làm cậu có hơi tò mò. Cậu cùng với Lia thực hiện công việc nấu cà ri, nhưng khi làm xong và chỉ còn việc chờ đợi nó chín, thì cậu chợt nhận ra hình như vẫn còn thiếu một thứ gì đó rất quan trọng. Cậu ngẫm nghĩ một lúc và phát hiện ra đó là bánh mì nan. Thế rồi cậu bắt tay vào việc làm bánh nan, thường thì bánh sẽ nướng trong chảo, nhưng vì thấy người ta cũng nướng được ở mặt sau của chảo nên cậu làm thử. Cuối cùng mọi thứ cũng đã hoàn tất, các cô gái đã ngồi vào bàn và chờ đợi món ăn mang ra. Hiraku nếm thử và khẳng định đây đúng là cà ri mà cậu từng biết. Các cô gái cũng nếm thử và đều công nhận nó rất ngon, nên thoáng chốc đã hết sạch và vội vã đi lấy phần ăn thứ hai. Vì sợ hết mà chưa kịp ăn gì như vụ cơm nắm lúc trước, nên Hiraku cũng dặn dò họ chừa cho cậu một phần. Du và Tia đưa cà ri cho bọn chó ngửi và bọn nó liền chạy 8 triệu cây số.
Khi trời lạnh, Zabuton sẽ ngủ đông trên cây. Hiraku mang khoai tây đến cho nó và đổi lại những tấm ga đệm. Zu và Tia được cậu nhờ bảo quản một số thịt bằng cách hun khói và sấy khô. Vì những con chó sẽ không thể đi săn vào mùa đông nên cần tích trữ thịt với số lượng lớn. Cậu cũng đã nghiên cứu phương pháp bảo quản rau củ bằng cách bỏ nó vào những cái thùng, đắp một tấm vải lên và đợi tuyết rơi thì nó sẽ tự bảo quản. Những thùng bên dưới sẽ bị ướt vì nước chảy xuống nên cậu để trống. Nhìn các cô gái có thể xài ma thuật thỏa thích, làm Hiraku cũng ước gì mình có thể làm được như thế. Cậu thấy mọi người sử dụng khá đơn giản nên cũng thử bắt chước vì nghĩ biết đâu cũng có thể làm được. Dù bảo ma thuật tuy đơn giản nhưng không học đàng hoàng thì khó mà thi triển được. Cậu cho rằng mọi người đều giỏi giang và rất đáng tin cậy, còn cậu thì chỉ biết làm nông và nấu ăn. Nhưng Du lại nghĩ người giỏi nhất lại chính là cậu, vì cậu có thể định cư ở đây trong thời gian ngắn thì rất phi thường, xưa nay chưa từng có và cậu là người duy nhất làm được như vậy. Khi mùa đông đến, phải ở trong nhà nhiều hơn, nên Hiraku đã nghĩ ra một số trò chơi để giải trí. Cậu làm các bàn cờ như cờ lật, cờ vua và cả mạt chược. Cậu hướng dẫn luật chơi cờ lật cho các cô gái. Thấy Tia có thể hiểu ngay nên Hiraku đã khen cô rất giỏi. Điều đó làm Du có vẻ hơi khó chịu nên đã thách đấu Tia. Cả hai đã có một trận chiến rất căng thẳng và kịch tính. Thấy mình không còn khả năng chiến thắng nên Du lật luôn cả bàn cờ với lý do là trượt tay. Lấy cớ bàn cờ đã đổ mất không biết được ai là người thắng nên Du đòi được chơi lại. Nhưng nào ngờ Tia không chỉ cao cờ mà còn cao cả ma thuật. Thoáng chốc bàn cờ đã hoàn nguyên lại như cũ. Lia và Lafa cũng có một màn so tài cờ lật hấp dẫn không kém. Lia suy nghĩ mãi không biết nên đi ở đâu cho hợp lý thì Kuzo liền chỉ cho cô vị trí thích hợp, làm Hiraku ngạc nhiên vì nó có thể chơi được cờ. Kuzo sau đó còn có một trận quyết đấu cờ vua với một con chó khác. Hiraku cảm nhận được một nguồn năng lượng khủng khiếp từ bọn nó, nên nghĩ mình không nên thách đấu với tụi nó thì hơn. Cuối cùng Kuzo cũng đã giành chiến thắng. Du chưa thể biết được cảm giác của chiến thắng là gì, nên đã đến thách đấu với Kuzo. Vì nghĩ khi đấu với chó thì không thể nào thua được, thế là Du đã phải trả giá đắt vì dám coi thường một con chó và ngồi ủ rủ một mình trong góc nhà. Cả đám sau đó cùng chơi mạt chược, bao gồm cả Kuzo. Hiraku nghĩ Kuzo khó mà hiểu được luật chơi mạt chược nhanh như thế được, nên sẽ quyết tâm báo thù cho Du. Nào ngờ đâu người thua thảm bại nhất lại chính là cậu, còn kẻ thắng cuộc lại chính là Kuzo. Hiraku thế là gia nhập cùng hội với cô bé Du ở góc nhà. Có lẽ trò chơi trí tuệ không phải thế mạnh nên Hiraku tổ chức một trận đấu bowling. Do Du không hiểu tại sao phải làm đổ những ki gỗ đó để làm gì, vì thế Hiraku đã vẽ và đặt tên cho những ki gỗ đó, gọi đó là những kẻ xấu xa và cần phải hạ gục những kẻ đó. Có lẽ trò này khá đơn giản nên rất được những cô gái hưởng ứng. Có những trò chơi giải trí mỗi ngày nên mùa đông cũng dần trôi qua nhanh chóng. Hiraku định sẽ tiếp tục công việc trồng trọt thì Zabuton đánh chuông báo động. Cả đám nhìn lên trời và phát hiện có một con trông giống như rồng bay đến. Các thiếu nữ gọi nó là Weaven. Con Weaven phun ra một quả cầu lửa tấn công, Du và Tia cũng đã kịp thời dùng lá chắn để cản lại. Các tiên nữ dập những đám lửa bị tản ra, Hiraku muốn bảo vệ làng và mọi người nên nghĩ ra mọi cách để ngăn chặn nó. Thì đột nhiên cậu triệu hồi ra một cây thương, cậu dùng nó và ném thẳng vào con Weaven, nó tạo ba lá chắn để ngăn lại. Nhưng uy lực của cây thương quá mạnh nên con Weaven đã bị xuyên thủng một bên cánh, Hiraku ném thêm một lần nữa và nó bị xuyên thủng luôn cả bụng. Điều đó làm cho Du và Tia vô cùng kinh ngạc. Hiraku lo ngại có một thế lực nào đó điều khiển con này tấn công ngôi làng, nhưng các thiếu nữ cho rằng nó có thể chỉ là một con hoang, vì nếu có ai điều khiển thì nó sẽ chẳng đi một mình. Cậu tự hỏi không biết thịt con này có ăn được không? Các thiếu nữ bảo thịt nó rất ngon, nhưng để có được thịt nó để ăn thì không hề dễ dàng. Vua chúa phải đánh đổi rất nhiều đội quân, nhưng có lẽ những đội quân đó đều đã làm bữa ăn cho con Weaven hết rồi. Thế là Hiraku làm thịt con Weaven với nhiều món khác nhau, và cả làng đã có được một bữa ăn vô cùng ngon miệng. Du hỏi Tia liệu có thể đỡ được cây thương của Hiraku không? Tia khẳng định mình không thể, vì cây thương đã xuyên thủng tận 3 lớp lá chắn của con Weaven và còn xuyên thủng cả bụng của nó. Nên cả hai nghĩ thật may mắn vì lúc đầu đến đây chỉ gặp phải đám chó của Kuzo chứ không phải Hiraku. Thấy cả hai nói chuyện gì đó nên Hiraku nghĩ họ muốn thêm đồ ăn, nhưng họ bảo mình chỉ đang cảm thấy may mắn vì còn có thể dùng bữa mà thôi. Tại lâu đài của Ma Vương, các tướng lĩnh đang rất bất ngờ vì con Weaven bị hạ, vì ngay cả họ cũng phải rén khi bị con Weaven tấn công và phải triệu tập toàn bộ lực lượng. Tứ Thiên Vương Bizen nói nó bị hạ chỉ bởi hai đòn tấn công, làm Tứ Thiên Vương Zandan và Tứ Thiên Vương Glass không thể tin nổi. Quá sợ nên Tứ Thiên Vương Zandan đòi từ chức luôn. Tại hang ổ của loài rồng, một con rồng xanh tên là Dozen và là thủ lĩnh của loài rồng, hắn hỏi cận thần Guchi của mình, nếu đòn tấn công đó mà nhắm vào ta thì sẽ thế nào? Guchi khẳng định sẽ chung số phận với con Weaven, vì thế tốt nhất đừng nên gây thù chuốc oán với đám người đó. Hiraku bảo đúng là thịt con Weaven rất ngon, nhưng cảm giác vẫn còn thiếu cái gì đó. Khi thấy các cây nho đã ra quả, nên cậu biết thứ thiếu đó chính là rượu vang. Thế là cậu quyết định sẽ làm rượu vang,
Thấy các cô gái rất háo hức thu hoạch nên cậu nghĩ ở thế giới này rượu vang cũng tồn tại. Sau khi thu hoạch xong thì việc còn lại là nghiền quả và lên men thì rượu vang sẽ hoàn thành. Để nghiền quả nên cậu đã xây một nơi để các cô gái dẫm lên, còn cậu thì ở dưới và thay thùng. Nhưng để các thùng chứa không bị rò rỉ nước thì Lalasa đã thiết kế cho nó chắc chắn hơn. Các thiếu nữ ban đầu rất ngại ngùng và lúng túng khi dẫm lên các quả nho. Hiraku gợi ý họ nên đi theo một vòng tròn, nhưng Lia đã trượt chân và té ngã. Để có thể di chuyển một cách nhịp nhàng hơn, nên các tiên nữ đã gợi ý nên hát và đi theo điệu nhạc, và thế là những bước di chuyển của họ đã bắt đầu nhịp nhàng hơn. Hiraku cũng bị lôi kéo lên nhảy cùng luôn, thoáng chốc nước nho đã chất đầy các thùng. Khi quan sát thấy Hiraku đang sống rất vui vẻ, nên ông thần cầu xin con gái của mình là nữ thần nông nghiệp tha thứ sai lầm cho ổng. Nhưng nữ thần cho rằng Hiraku là một linh hồn vô tội, vậy mà ổng lại cho cậu sống ở khu rừng chết, một nơi vốn để trừng phạt những kẻ tội đồ. Đã vậy, ổng còn trao cho cậu một bản sao của gươm thần Grimm, người thường mà dùng nó thì kiểu gì cũng bị nó hút cạn sinh lực mà sớm quay lại đây gặp ổng. Nhưng vì cậu đã được ban cho một cơ thể khỏe mạnh nên chắc sẽ không sao. Bà nữ thần còn tức giận hơn khi cậu lại làm tượng bả là một ông già, nên trút hết giận dữ lên ông thần và phạt ổng phải quỳ ở đó mà sám hối 300 năm. Zabuton lại đập chuông báo động và một cảnh tượng cũng rất quen thuộc. Cô bé này tên là Flora và là em họ của Zu. Cô bé biết chị mình bị một ả thiên thần hắc ám đuổi theo nên cô bé đã đi theo chị mình mà đến đây. Nghe bị gọi là ả thiên thần hắc ám làm Tia tức điên. Còn cô bé thì ngạc nhiên vì Tia lại ở đây. Cô bé còn chê chồng chị mình trông cứ ẻo lả thế nào ấy. Nghe thấy điều đó làm Kuzo cũng tức điên. Nhưng khi biết người đàn ông này là chủ nhân của bầy sói địa ngục và là người đã hạ gục Weaven, làm cho cô bé phải gập đầu mà tạ tội. Và ngay lúc này Hiraku mới biết đám Kuzo là sói chứ không phải là chó. Cậu còn thắc mắc về phần địa ngục. Thế là Kuzo trình diễn kỹ năng làm cậu rất ấn tượng. Hiraku chuẩn bị một số thức ăn cho Flora, làm cô bé ăn ngon đến nỗi không thể dừng lại được. Trong món súp miso chưa hoàn chỉnh còn có đậu phụ, một thứ được làm từ đậu nành lên men mà Hiraku đã vất vả thử nghiệm bấy lâu mới hoàn thành. Nhưng Flora không hiểu lên men là gì, nên cậu giải thích một số thực phẩm được lên men như phô mát hay rượu vang và nó có liên quan đến các vi sinh vật. Flora rất hào hứng về điều này nên đã ghi chép lại. Hiraku nhận ra cô bé cũng có đam mê nghiên cứu như chị mình. Đã có được chủ đề nghiên cứu nên Flora rời đi và nói mình sẽ quay lại để giúp món súp miso có thể hoàn thiện. Một tháng sau con bé quay lại, nhưng lần trở lại này rất hoành tráng. Nó còn dắt theo rất nhiều hầu gái. Đại diện của các hầu gái tên là An, ngoài ra còn có thêm hai con bò, và là những con bò giống cái vẫn còn ra sữa. Điều đó làm Hiraku phấn khởi vì có thể có được bơ và sữa. Nhưng Tia lại có một mối quan tâm khác. Cô thấy tộc ma cà rồng và tùy tùng quá nhiều, tiên nữ cũng nhiều chẳng kém. Còn có cả một đàn sói địa ngục và cả bầy nhện quỷ. Nhưng thiên thần lại chỉ mỗi mình cô, làm cô tím ngắt cả mặt vì nghĩ chỉ có một mình thì mình đang là phe yếu nhất. Nên cô xin phép được ra ngoài một thời gian. Một thời gian sau cô quay trở lại cùng với ba thiên thần và những người thằn lằn. Ba thiên thần từ trái qua phải lần lượt có tên là Kozon, Zen Maria và Kuden. Đại diện của tộc thằn lằn tên là Zaga và có mang theo một con gà. Nó có thể đẻ trứng nên Hiraku rất vui. Các thiên thần được Tia giao cho nhiệm vụ canh gác vì lo ngại những kẻ như con Weaven sẽ lại xuất hiện. Tộc thần lằn thì được giao cho những công việc nặng nhọc phục vụ cho công trình. Vì khó phân biệt được ai là thủ lĩnh nên Hiraku bắt Zaga đeo một cái khăn quàng đỏ. Nhờ có các hầu gái nên nhà cửa cũng tươm tất và sạch sẽ, nhưng họ lại không biết nấu những món ăn phức tạp, thế nên Hiraku quyết định sẽ chỉ dạy cho họ tất cả món ăn mà cậu biết. Hiraku nhận ra dân làng cũng đã tăng lên khá nhiều. Nhưng sau đó Lia còn đến thông báo cho Hiraku việc cô đã tìm thấy thêm các tộc tiên khác. Vậy là số lượng dân làng lại tiếp tục tăng lên chóng mặt. Hiraku nhận ra họ đều là nữ. Lia nói những tiên nam gần như đã không còn sống sót. Nhưng Lia lại cho rằng chuyện đó không thành vấn đề vì chỉ cần tăng dân số lên là được. Nhưng việc tăng dân số thế nào thì lại không nói. Vài ngày sau Hiraku tập hợp những người đại diện để bàn một chuyện quan trọng, đó là đặt tên cho ngôi làng này. Zu gợi ý nên đặt theo tên của người tạo ra làng, nhưng cậu lại nghĩ cái tên mình nghe không được hay lắm. An thì nghĩ nên đặt tên theo khu rừng, nhưng khi cậu biết tên khu rừng là khu rừng chết thì lại phản đối ngay vì nó quá u ám. Zabuton chỉ tay vào cánh cửa, Hiraku đến và mở ra thì cậu nhìn thấy cái cây đại thụ nơi mà cậu từng chọn để khởi đầu cho ngôi làng. Thế là cậu quyết định sẽ đặt tên của làng là Đại Thụ. Tối hôm đó, cậu tập hợp cả làng lại để mở tiệc ăn mừng vì làng đã có được một cái tên. Mà tiệc thì tất nhiên không thể thiếu rượu. Cậu tuyên bố bữa tiệc bắt đầu và mọi người hãy vui vẻ hết mình. Mọi người trong làng liền gọi cậu là trưởng làng. Nhưng cậu lại nghĩ việc này nên cần quyết định sau. Nhưng mọi người cho rằng chẳng ai khác ngoài cậu có thể làm trưởng làng cả. Sau đó tất cả mọi người cùng nâng ly để uống mừng ngày trọng đại của làng.
Gen Maria thông báo cho Hiraku là có sứ giả của ma quốc đến thăm và đó chính là Tứ Thiên Vương Bizen. Ổng đến với mục đích gặp trưởng làng để kết giao và đem theo một món quà để thể hiện cho tình hảo hữu. Ổng nói ma vương muốn bàn về khu đất này. Điều đó làm cho Hiraku nhớ lại lời nói của Ju lúc trước nên nghĩ để được sống ở đây thì phải đóng thuế và cậu đã đề xuất với Bizen rằng mình sẽ đóng 10% thuế, làm cho Bizen vô cùng bất ngờ. Cậu nói hãy đến trước mùa đông mỗi năm để lấy. Bizen cũng chấp nhận với lời đề nghị và bản hợp đồng đã được ký. Hiraku còn gửi thêm một túi quà nho nhỏ cho ma vương. Ju và Tia nghĩ đóng thuế cho họ thì họ sẽ bảo hộ chúng ta, nhưng với 10% thì đúng là có hơi ít, bình thường phải là 50 hoặc 60%. Còn khen cậu việc kêu họ đến trước mùa đông vì như thế sẽ không thể biết chính xác được lượng nông sản. Ju còn phấn khởi với món quà của ma vương vì nó là loại thuốc có thể chữa được bách bệnh. Bên phía ma vương thì vô cùng bất ngờ vì nhóm Hiraku lại quy phục mình, làm cả đám không biết có ẩn ý gì đằng sau không. Bizen cũng nghĩ thế nhưng không chấp nhận là không được vì ở đó còn có cả công chúa ma cà rồng và thiên thần hủy diệt, làm Zandan và Gless không khỏi hoảng hốt. Bizen còn nói tiếp, ở đó có cả một quân đoàn tộc tiên và một đàn sói địa ngục, những kẻ dẫn ổng tới đó lại là các thiên thần sát thủ, làm ổng xanh mặt vì nghĩ mình đã chết luôn ở đó rồi. Nên nếu mà ổng từ chối đề nghị gia nhập quân ma vương của Hiraku thì mối quan hệ đối địch sẽ hình thành. Ngoài ra còn nhận được một món quà, Gless cởi mũ ra và đòi mở quà thì thấy những quả táo, nhìn có vẻ ngon nên Gless bảo mình sẽ ăn thử để kiểm tra coi có độc không. Bizen khi thấy miếng vải gói quà thì nhận ra nó là sản phẩm từ nhện quỷ, nhưng nhìn kỹ lại thì cho rằng phải là nhện chúa quỷ mới đúng. Đó chính là con quái vật đánh ngang ngửa với ma vương đời trước. Zandan nghe xong lại một lần nữa xin từ chức. Hôm sau đến lượt thủ lĩnh của loài rồng Dozem đến và cũng mang theo một chút quà mọn để tỏ lòng thành. Đó là thanh kiếm nhìn cũng khá là chất lượng. Họ bảo mình sống ở ngọn núi phía nam chỗ này. Tuy cũng khá xa nhưng vẫn là láng giềng nên đến đây để chào hỏi một chút. Vì quá sợ nên từ nãy đến giờ Dozem cứ mãi cúi đầu. Hiraku muốn mời họ vào chơi nhưng nhìn kích thước của Dozem thì có hơi quá cỡ nên ổng liền chuyển sang hình dạng con người. Dozem được thưởng thức rượu ngon nên rất muốn được sống ở đây mãi mãi, nhưng Gucci bảo ổng còn phải bảo vệ lãnh địa của mình và kêu ổng nên về vì ở lâu quá sẽ rất phiền hà cho mọi người trong làng. Sau hai cuộc viếng thăm, Hiraku nghĩ mình nên làm điều gì đó tốt hơn để chào đón những vị khách ghé thăm. Thế là cậu quyết định sẽ xây một căn nhà để tiếp khách. Cậu còn đề nghị làm một cái chuông để báo khi có khách đến, vì nếu để giống với tiếng chuông báo động cũ thì rất dễ gây hiểu lầm và làm cho khách sợ. Ngay sau đó đã có những vị khách khác xuất hiện, đó là những người thú từ làng Howling đến từ dãy núi phía đông, đại diện của họ tên là Goop. Ju nhận ra họ có gì đó mờ ám nên đứng ra để giải quyết. Cô hỏi còn ai khác nữa không, nhưng Goop bảo đây là tất cả rồi, nên Ju cho rằng những người không có mặt ở đây là kẻ địch. Thế là các con sói áp giải hai người còn lại ra, làm Goof tím ngắt cả mặt nên xin lỗi hết lời và hứa sẽ cư xử đàng hoàng khi vào làng. Khi họ được dẫn vào nhà khách, các cô gái liền khóa cửa lại làm cho Hiraku không hiểu chuyện gì. Các cô gái bảo nếu họ đến để thể hiện tình hữu nghị thì đã mang theo quà, nên nếu không tuân thủ theo các thủ tục thông thường thì họ sẽ không được đối xử như những vị khách bình thường. Chưa kể họ còn để lại hai người để mai phục. Chính vì thế nên thức ăn cho họ cũng không được như những vị khách trước kia và họ sẽ không được uống một giọt rượu nào. Thấy họ ăn uống đạm bạc làm Hiraku có hơi tội nghiệp nên Hiraku đã cố thuyết phục các cô gái cho họ được uống rượu. Tuy nhiên các cô gái lại chỉ chấp nhận cho mỗi người được tối đa hai cốc mà thôi. Hiraku đến để hỏi thêm thông tin về làng Howling của họ. Họ bảo làng mình chủ yếu sinh sống bằng săn bắn và khai thác mỏ. Họ giao thương với các làng con người nhưng dạo gần đây xảy ra nhiều sự cố nên việc giao thương đã trở nên bấp bênh. Họ đành phải đi tìm các đối tác giao thương mới. Họ nghe từ các thủ hạ của ma vương nên đã biết đến làng đại thụ mà tới đây. Tia hỏi lý do hai người kia lần trốn. Goof nói mình chỉ muốn cẩn thận vì nếu cả đám có mệnh hệ gì thì còn có người quay về để báo tin. Sau màn thu thập thông tin có vẻ suôn sẻ nên làng Howling đã được đánh giá là thân thiện và hai bên đã đồng ý giao thương với nhau. Goof muốn Hiraku có thể qua bên làng Howling để giao dịch vì họ nói mình đã rất khó khăn để có thể đến được đây. Nếu còn mang theo hàng hóa nữa thì chắc sẽ không thể và nghĩ phía Hiraku đã quen việc sống trong rừng nên sẽ dễ dàng di chuyển hơn. Hiraku nghĩ có thể nhờ đám chó Kuzo để chuyển hàng nên đã đồng ý. Phía làng Howling muốn có thức ăn và bên họ thì có các món hàng như đồ bạc, đồ thủy tinh hay đồ kim loại cũng là những vật dụng mà Hiraku muốn có, thế nên cậu rất vui vẻ được hợp tác. Trước khi rời đi, Goof còn giải thích về vụ quà cáp, nói làng của họ không có phong tục này nên họ không biết, nhưng lần tới nhất định họ sẽ mang theo quà. Tuy thế nhưng làng của họ lại rất nghèo nên có thể sẽ không chuẩn bị được nhiều. Hiraku bảo rằng điều đó không quan trọng và cho rằng tấm lòng đặt lên trên vật chất. Tới thời điểm giao dịch, Hiraku rất muốn đi, nhưng Ju cho rằng không thể để người đứng đầu của làng đi được.
nên Tia và các người thần lằn sẽ là những người được chọn trong lần giao dịch này. Thông thường thì phải mất 10 ngày mới có thể đến được làng Howling, nhưng vì muốn được đổi lấy một thùng rượu nên Dozem đã đồng ý chở mọi người đi. Sau lần viếng thăm đầu tiên, Dozem cũng thường xuyên ghé chơi và lần nào cũng mang theo vũ khí và trang sức làm quà nên không một ai phàn nàn gì cả. Các dân làng Howling lúc này đang rất lo lắng vì không biết phía Hiraku có đến thật không, thì họ phát hiện Dozem ở trên trời nên rất sợ sẽ bị tấn công. Nhưng khi nhìn thấy Tia thì cả đám nhận ra đó là người làng Hiraku. Tuy thế nhưng khi giao dịch họ vẫn rất e dè không dám nhận, nhưng sau khi Tia ăn thử thì mọi người có vẻ cảm thấy yên tâm và cuộc giao dịch đã diễn ra suôn sẻ. Dozem thì rất buồn bã vì cả thùng rượu của ổng cũng bị đem giao dịch, nên Hiraku đã cho phép ổng được uống thỏa thích vào tối nay, điều đó làm ổng vui vẻ trở lại. Tia còn tiết lộ phía làng Howling muốn một số người được di cư sang đây sống. Hiraku đồng ý vì làng cũng cần thêm người. Nhưng khi biết đều toàn là phụ nữ thì cậu có hơi thất vọng vì làng đang thiếu nam giới trầm trọng, nên cậu quyết định đưa ra một điều kiện là họ phải đưa thêm hai trai trẻ nữa. Sau đó các nữ người thú cũng đã đến và đại diện của họ là một cô gái dễ thương tên Sena. Cô gái bảo mình có dắt theo ba trai trẻ như yêu cầu. Nhưng khi nhìn thấy ba trai trẻ có vẻ hơi quá trẻ so với mong muốn, làm Hiraku có chút thất vọng. Nhưng cậu nghĩ nếu chờ thêm 50 năm gì nữa thì chắc cũng có thể giúp ích được cho tương lai của làng. Các cô gái ban đầu rất lo lắng vì sợ mình sẽ bị đối xử tệ bạc khi đến đây, nhưng tất nhiên là không có chuyện đó xảy ra rồi. Tuy nhiên khi đối diện với sói địa ngục hay nhện quỷ thì cũng không thể tránh khỏi việc bị ngất như những cô gái trước đây. Hiraku nhận ra tất cả các tộc đều có thể dùng được ma thuật, kể cả tộc thú nhân mới đến, hay thậm chí mấy con thú bao gồm cả con ong cũng đều làm được. Nên cậu có chút ganh tị với họ vì có mỗi mình là không thể. Nhưng khi biết ngay cả con Slim cũng có thể, đã làm cho cậu suy sụp vì mình còn thua cả con Slim. Gen Maria đến thông báo ở phía bắc khu rừng đang có trận đánh nhau rất gây cấn giữa một con gấu và một con rắn. Hiraku thắc mắc chỉ là hai con thú đánh nhau thôi mà lại có thể gây chấn động cả khu rừng. Gen Maria lo lắng hai con này sẽ gây ảnh hưởng đến làng, nhưng Hiraku thì chỉ quan tâm đến việc bọn nó có ăn được hay không mà thôi. Thế là nữ chiến binh đã đưa Hiraku đến cuộc chiến. Hóa ra hai con gấu và rắn này là những vị vua của khu rừng, không như những gì Hiraku đã tưởng tượng. Bọn nó rất mạnh và vô cùng dữ tợn, nên Gen Maria yêu cầu cần thêm tiếp viện, nhưng Hiraku bảo không cần và kêu cô chỉ cần bay gần lại là được. Thế là hai con thú đã bị cậu cho bay màu. Kuzo nhận ra đây là con gấu từng đập nó ra bã ngày xưa, nên đã toát cả mồ hôi hột khi biết được chủ nhân chỉ dùng một chiêu là có thể hạ được nó. Và con gấu đã trở thành món gấu hầm rượu, nhưng có vẻ thịt nó hơi tanh, còn con rắn thì trở thành món rắn chiên giòn, nhưng thịt nó lại rất ngon chứ không tanh như con gấu. Do thịt con rắn ăn khá giống gà chiên giòn, nên Hiraku muốn có thêm một thứ gì đó để chấm. Thế là cậu đi qua chỗ của Flora và nhờ cô bé làm một thứ thuốc khử trùng, tiêu diệt các vi sinh vật có hại để tránh bị bệnh và đau bụng. Flora lấy ra một lọ thuốc và đưa cho cậu. Sẵn tiện cậu còn hỏi thăm về vụ làm súp miso hôm bữa. Cô bé bảo mình vì nghiên cứu điều đó mà đã phải xây lại cái chòi đến 3 lần rồi. Hiraku lấy vài quả trứng gà, sau đó khuấy đều nó lên men táo để lấy một ít giấm và thêm giấm với một chút muối vào, đánh cho nó sánh lại trong lúc thêm dầu. Cuối cùng mazone cũng đã hoàn thành, và đó chính là nước chấm dùng để ăn kèm với rắn chiên giòn. Sau đó cậu còn cùng Flora làm miso, đầu tiên là đun sôi đậu nành ngâm trong nước, tiếp đến là nghiền đậu, thêm muối và koji rồi vo tròn lại. Sau đó ép chặt vào thùng, rồi đem xuống hầm để nó lên men, nhưng có vẻ sẽ mất vài tháng nên phải kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau có khách là những người lùn ghé thăm, người đại diện tên là Donovan. Họ đến đây vì nghe nói ở đây có rượu rất ngon nên rất muốn được thưởng thức. Hiraku đồng ý ngay nhưng các cô gái cho rằng rượu rất quý nên không được dễ dãi như thế. Người lùn bảo họ không có tiền nhưng lại có kỹ thuật. Họ đã mạo hiểm tính mạng để đến chỗ này để được làm rượu vì ở đây có nông sản rất tốt nên chắc hẳn sẽ làm được những loại rượu thượng hạng. Nghe thế làm các thiếu nữ sáng rỡ ra mặt. Sau đó họ đã bắt tay vào làm rượu, thực hiện kỹ thuật chưng cất rất bài bản và cuối cùng đã cho ra được rượu ngô. Hiraku uống thử và tỏ ra rất thích thú. Cậu quyết định mở một bữa tiệc để chào đón tộc thú nhân và người lùn. Mọi người thưởng thức rượu rất vui vẻ, đặc biệt là Dozem. Ngoài ra Mazone cũng rất được ưa chuộng. Thấy có nam giới trưởng thành đến nhập cư nên Hiraku hỏi Donovan có cảm thấy thích cô gái nào ở đây không. Ổng bảo mấy cô gái ở đây đúng là rất xinh đẹp, nhưng ổng thích con gái có râu hơn. Hôm sau có một con rồng bay đến, vì thấy con này có vẻ không thân thiện nên lo sợ sẽ bị tấn công như con Weaven trước đó. Nên lần này Hiraku quyết định sẽ chủ động ra tay trước, nhưng Dozem đã xuất hiện và ngăn con rồng đó lại. Bỗng có thêm một con rồng khác nữa lại bay đến, con này có bộ mặt còn dữ tợn hơn con khi nãy, nên Hiraku không thể nhượng bộ và ném cây thương vào nó. May
mắn nó đã tránh được nên cậu định sẽ ném thêm lần nữa thì Gucci xuất hiện ngăn cậu lại. Hóa ra hai con rồng đó là vợ và con gái của Dozem, bà vợ tên là Gratalun, còn đứa con tên là Rusty Samun. Do Dozem thường xuyên trốn đi vào buổi tối làm cho họ nghi ngờ, đã vậy còn mang theo cả đống bảo vật nên cả hai đã bí mật theo dõi mà đến đây. Sau khi chứng kiến sức mạnh của cậu ban nãy nên cả hai cũng biết được lý do Dozem đến đây là để giữ mối quan hệ nhằm bảo vệ long tộc. Bà vợ còn tiết lộ nhờ có Zabuton, một người bạn cũ ngày xưa đã ứng cứu kịp thời nên bà mới có thể né được cây thương, nếu không chắc có lẽ bây giờ bà đã đi chầu ông bà mất rồi. Thế là bà giao cho con gái một nhiệm vụ, đó là đến đây sống để ngăn chặn sức mạnh này đe dọa đến long tộc. Hiraku cũng đồng ý cho Rusty sống ở đây, nhưng có vẻ do sức mạnh của long tộc quá bá đạo nên chỉ một cú hắc hơi cũng đủ tạo ra một vụ nổ, rửa chén thì không còn cái chén nào. Bò và gà thì lúc nào cũng toát hết cả mồ hôi nên không thể cho trứng và sữa, đến sói địa ngục cũng không khỏi khiếp sợ, nên Hiraku lo lắng không biết phải giao cho cô bé nhiệm vụ gì phù hợp. Tia tiết lộ long tộc không chỉ có sức mạnh mà trí tuệ và tri thức cũng rất siêu việt nên đã nảy ý định sẽ cho Rusty làm nhiệm vụ ngoại giao. Điều đó làm cho Tứ Thiên Vương Bizen tím ngắt cả mặt khi nói chuyện. Hiraku thấy việc ngoại giao suôn sẻ ngoài dự kiến nên cho rằng Rusty làm công việc này là rất hợp lý. Bizen sau đó về báo cáo cho các tướng lĩnh về sự xuất hiện của long tộc nên họ nghĩ cần phải cử gián điệp đến đó để giám sát, nhưng Zandan bác bỏ vì nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ nguy to. Bizen không chấp nhận như thế nên đã kêu con gái mình là Florem đến đó điều tra, nhưng dù thế nào thì cũng phải ưu tiên an toàn cho bản thân. Khi đến làng thì cô bé gặp Rusty, nhận ra đây chính là con rồng nổi tiếng dữ tợn đã làm cho cô bé phải dè chừng. Sau đó Rusty dẫn cô bé đi tham quan ngôi làng và giới thiệu về các nông sản. Cô bé thấy ở đây mọi thứ đều diễn ra bình thường nên không hiểu tại sao một con rồng nổi tiếng như Rusty lại ở đây và khoe khoang về nông sản. Sau đó Gen Maria đến thông báo có sứ giả của làng Howling đến nên Rusty phải rời đi, nên Florem nghĩ đây chính là cơ hội tốt để điều tra. Cô đi tham quan thì phát hiện ở đây có tộc người lùn, tộc người thú, tộc kỳ lân và cả người thằn lằn, nhưng cô bé lo ngại nhất là tộc ma cà rồng, những kẻ nguy hiểm đã mất tích khi bị Tia truy đuổi. Nhưng ngay sau đó thì cô bé lại rất ngạc nhiên khi Tia cũng ở đây và nhận ra ba thiên thần kia là bộ ba thiên thần sát thủ khét tiếng. Ngoài ra còn có tộc tiên, nghe đồn họ chuyên bắt cóc trai trẻ để ăn thịt, chỉ 5 người thôi là đã rất khó đối phó rồi. Nhưng đó chưa phải là tất cả, khi nhìn thấy một đàn sói địa ngục và nhện quỷ làm cho cô bé tím ngắt cả mặt. Cô bé nghĩ để điều hành những dân làng bá đạo như thế này thì kẻ đứng đầu là trưởng làng chắc hẳn sẽ rất đáng sợ. Bỗng cô bé thấy Hiraku đi ngang qua, làm cô thắc mắc một con người bình thường sao lại sống ở đây. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ý đến con người nên cô phớt lờ cậu mà bỏ đi. Một lát sau cô bé biết người bình thường khi nãy là trưởng làng và là người có thể đánh thắng cả mẹ của Rusty, làm cho cô tím ngắt cả mặt vì lúc nãy đã lỡ bất kính với trưởng làng. Hiraku nhận ra cô bé là con của Bizen và từ nay sẽ sống ở đây. Cậu khá bất ngờ khi thấy cô bé có vẻ thân thiết với Rusty, nhưng cậu lại chả hiểu tại sao cứ mỗi lần cô bé gặp mình thì đều tỏ ra rất lễ phép và sợ hãi. Mấy con Slim Tia mang về để làm vệ sinh nay đã đẻ ra đủ loại màu, có con còn uống sạch cả thùng rượu, làm các thiếu nữ rất tức giận mà định sẽ làm gỏi nó. Nên một phiên tòa đã được thành lập và hội đồng xét xử đều tuyên bố nó có tội, nhưng Hiraku thì lại thấy nó rất tội nghiệp. Florem nghĩ xử phạt một con Slim thì liệu nó có biết hối lỗi hay không, nghe điều đó làm các thiếu nữ suy nghĩ lại và con Slim đã được tuyên bố trắng án. Sau lần đó thì bữa tiệc rượu nào con Slim cũng được tham gia. Mùa thu đã đến, Hiraku và đồng bọn cùng nhau ăn lẩu rất ngon, nhưng giá như nếu có thêm đồ biển nữa thì hết sảy. Các cô gái không biết đồ biển mà Hiraku nói là gì, Hiraku đưa ra một số ví dụ như cua, cá tuyết, cá lồng đèn hay tảo bẹ kombu, mấy thứ đó mà kết hợp thì sẽ cho ra một nồi lẩu bá cháy bọ chết chó. Du lập tức ra tín hiệu nghiên cứu với Flora, còn Tia thì nghĩ đến con cua quái vật ngày xưa từng đối mặt, làm cô không nghĩ con này có thể ăn được. Lia cũng nghĩ đến một con quái vật khác khi nghe tới Kombu. Mấy cô gái này toàn nghĩ mấy thứ gì đâu không vậy trời. Florem bảo ở phía nam có một bến cảng, nơi buôn bán hải sản rất tấp nập, Rusty liền xung phong sẽ đến đó để lấy. Các cô gái khác cũng rất phấn khích với phi vụ làm lẩu hải sản này. Ba ngày sau, một người đàn ông tên là Michael Goron đã được Florem và Rusty dẫn đến. Ổng là chủ của một thương hội ở thị trấn Sasato tại Ma Quốc và mang theo rất nhiều cá, nhưng còn Kombu thì do ổng nghĩ không ăn được nên khi vớt lên cũng đã vứt đi, nên bảo mình sẽ nhặt lại và mang đến sau. Ngoài ra ổng nói mình đến đây với ba mục đích, thứ nhất là để chào hỏi và cảm ơn vì đã đặt hàng chỗ ổng, thứ hai là để đề xuất một kế hoạch hợp tác lâu dài, và cuối cùng, ổng bảo muốn được trở thành thương nhân ủy quyền ở đây.
Ổng cho rằng nông sản ở đây rất phong phú và hấp dẫn, nên nghĩ nếu được giao phó thì ổng có thể tăng giá trị của chúng lên gấp nhiều lần, còn đưa các mặt hàng mà ổng đang xử lý cho cả bọn xem. Trước khi rời đi, ổng còn bảo muốn được thử rượu ngon ở làng trong lần giao dịch tới, nhưng Rusty liền nói riêng rượu thì không được, làm cho ổng trắng bệch cả người. Hiraku đánh giá gã này là một thương nhân rất cao tay, nên thật may vì Ju đã đứng ra thương lượng thay cậu, nên hàng mới có thể bán được một cái giá vô cùng chất lượng. Quay về 3 ngày trước tại thị trấn Sasato, một nhân viên báo có mấy người mang nông sản đến đòi gặp đích danh ổng để giao dịch. Ổng định đuổi họ đi thì tự nhiên trực giác mách bảo ổng rằng đây là một phi vụ rất quan trọng, nên ổng đã kêu nhân viên dẫn họ vào. Thì gặp ra gà, Florem và Rusty, ổng nhận ra Florem là con gái của tứ thiên vương Bizen, nên nghĩ lúc nãy mà đuổi họ đi thì chắc cái đầu này đã không còn. Khi nghe Rusty giới thiệu mình là con gái của thủ lĩnh long tộc, làm cho ổng vô cùng hốt hoảng, nên nghĩ phi vụ làm ăn lần này quá rủi ro. Sau đó cả bọn đem đến một số sản phẩm và bắt ổng mua, đổi lại sẽ yêu cầu ổng lấy cho mình một vài thứ. Thấy rồng đứng hâm dọa, người thần lằn thì bao vây, nên tự nhủ kiểu gì đây cũng là một phi vụ vô lý. Nhưng tôi có thấy họ hâm dọa gì ông đâu. Ổng mở ra thì lại vô cùng bất ngờ vì toàn là những loại trái cây đang nổi tiếng gần đây, nên nghĩ phi vụ làm ăn lần này không còn quá rủi ro nữa mà là quá hời luôn. Sau khi có một chuyến đi đầy cuộc gặp gỡ thú vị như gia đình long tộc, nhện quỷ khổng lồ, sói địa ngục, thiên thần sát thủ, thiên thần hủy diệt, ma cà rồng và sự phản đối không được lấy rượu của Rusty, làm cho ổng rất vui và hạnh phúc mà chảy cả nước mắt. Sau tất cả thì nồi lẩu hải sản cũng đã hoàn tất, nên cả bọn đã có một bữa ăn vô cùng ngon miệng. Vào một ngày đẹp trời, Hiraku đối mặt với một con rồng trắng rất ngầu. Do nó quá mạnh nên các thiên thần không thể cản nổi. Cậu không biết con này là địch hay là thù. Nhưng khi nó phóng lửa khiêu khích cậu, kèm với điệu bộ rất bố láo, nên cậu khẳng định nó là địch và cũng là thù. Thế là cậu ném cho nó một phát xanh cỏ. Tới chỗ nó rơi thì Hiraku và lũ chó vô cùng bất ngờ vì con rồng đó lại là một cô gái rất dễ thương. Bỗng Dozem xuất hiện và nói rằng đây là chị gái của mình. Ôi lạy chúa tôi, cái quát đờ hợi gì thế này? Bà cô này tên là Hakuren. Bà bảo do bé Dozem cho bé Rusty đi lấy chồng và người chồng đó là trưởng làng ở đây, nên bà mới đến đây để xem mặt trưởng làng ra sao mà thôi. Hiraku nghe xong liền nhìn Dozem với ánh mắt cần lời giải thích, nên ổng giải thích chắc do lúc đó xỉn quá nên đã nói bừa. Bà cô nói tiếp, do nghe thiên hạ đồn trưởng làng rất mạnh nên muốn chơi đùa một chút cho khuây khỏa tinh thần. Nhưng Dozem nói do bà ghen ăn tức ở mà thôi, vì không muốn cháu mình lại lấy chồng trước cả mình, bà lớn hơn Rusty tận 900 tuổi cơ mà. Hiraku bảo muốn chơi đùa thì cũng được, nhưng làm hư hỏng làng thì bố đấm cho mà bể mặt. Thế là bà phải đi khắc phục lại hậu quả mà mình gây ra. Bà cô sau đó còn ăn uống tự nhiên như ở nhà, làm Rusty cũng phải xin lỗi, ăn xong còn đòi được chơi mạt chược và bắt trưởng làng phải chơi cùng. Tuy nhiên bà còn đòi phải đặt cược. Dozem hỏi Hiraku thường sẽ phải cược điều gì. Cậu suy nghĩ thì thấy ở đây cũng không có gì đặt cược nên sẽ phải chịu hình phạt, mà mạt chược thì hay có vụ cởi đồ. Bà cô và Dozem thấy cũng thú vị nên nhất trí, Rusty cũng có vẻ thích thú ra mặt, làm Hiraku cảm thấy mình vừa dính líu vào một chuyện vô cùng nguy hiểm. Trò chơi mặt trược cũng đã bắt đầu, với sự theo dõi của rất nhiều khán giả, Hiraku lúc này đã hối hận vì lúc nãy đã lỡ mồm, vì long tộc rất thích quyết đấu và lại ghét thua cuộc. Cậu cảm thấy bà cô có vẻ mặc hơi ít đồ, còn khán giả tụi tui thì lại thấy bà mặc hơi nhiều rồi đấy. Nhưng cái đậu xanh con bà Tám bán thịt cá ngoài chợ, tại sao chỉ có mỗi Hiraku là phải cởi thế? Đã vậy còn độc nhất mỗi một cái quần đùi. Sau khi thua quá nhiều, nên cậu quyết định đánh liều vào một pha cuối cùng với hy vọng sẽ lật ngược lại được thế trận. Cố lên anh em, chúng tôi sẽ ủng hộ cậu hết mình. Nhưng thôi bỏ mịa rồi các anh em ạ. Niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta đã bị dập tắt, Hiraku đã bị đánh bại toàn tập. Các cô gái lúc này đang rất háo hức đòi cậu cởi nốt món đồ cuối cùng. Có lẽ từ sau tập này Hiraku sẽ có rất nhiều anti-fan vì đã làm dập tắt đi biết bao hy vọng của những người đàn ông thực thụ. Tại Ma Quốc, các tướng lĩnh đang rất lo lắng vì lại có thêm một long tộc nữa tham gia vào ngôi làng Hắc Ám. Nhưng Ma Vương Gangad lại quan tâm đến một việc khác, con gái của ổng dạo này không được vui và rất ít nói. Còn Tứ Thiên Vương Gandan thì đã chạy mất dép, chỉ còn mỗi tờ đơn từ chức ở trên bàn. Bà cô Hakuren còn có khả năng dạy học, chế tạo ra những tác phẩm từ trái cây vô cùng độc đáo, làm tốt được rất nhiều việc, nhưng lại có tật xấu là hay phàn nàn và đôi lúc làm biếng mà chỉ nằm trong phòng. Cậu còn giao cho bà công việc đào hố rồi lại lấp hố lại, ủa mà làm dậy chi vậy ta? Một thời gian sau có ba cô gái của tộc người rắn mang các bảo vật đến đòi xin tha mạng. Thực ra do đám con của Kuzo và Zabuton đã vào hầm ngục nơi ở của họ, làm họ sợ hãi mà chạy bỏ luôn cả chỗ ở. Hiraku quyết định sẽ đổi thức ăn để lấy các khoáng thạch quý của họ và để họ có thể quay về nơi ở cũ. Ngoài ra cậu còn một yêu cầu là mỗi khi đến làng thì họ phải mặc đồ vào, vì cậu rất khó xử khi nhìn họ mà không mặc gì. Họ còn giúp việc vận chuyển hàng hóa nên số nơi giao thương càng lúc càng nhiều. Thế là Hiraku quyết định sẽ mở rộng thêm cánh đồng để có thêm nhiều phi vụ làm ăn nữa.
Trong lúc đó, những thủ hạ đang bẩm báo cho một quý cô bí ẩn nào đó về việc ngôi làng của Hiraku đang xây dựng lực lượng và giữ Flaurem ở lại để bắt làm con tin khi cần thiết sau này. Nên quý cô bí ẩn quyết định sẽ tấn công ngôi làng để đòi lại Flaurem. Flaurem đang bận làm sổ sách cho làng thì Tứ Thiên Vương Bizen đến. Ổng bảo công chúa Ma Vương đang chuẩn bị binh lực tấn công làng. Hóa ra quý cô bí ẩn đó chính là con gái của Ma Vương tên là Yuji. Do ba con nhỏ thủ hạ đã mách lẻo mà tạo ra cớ sự như vậy. Từ trái qua phải lần lượt có tên là thứ nữ nhà Glit tên Rosalind, thứ nữ nhà Mamon Rose tên Glassas và thứ nữ nhà Pizzo tên Loa. Do bản báo cáo của Flaurem về các thành viên ảo ma của làng, nên mấy con nhỏ dở hơi này không tin nên mới nghĩ ra cái trò vớ vẩn. Bizen cũng đã giải thích cho Ma Vương, nhưng Ma Vương lại chỉ quan tâm đến con gái của ổng. Flaurem định sẽ đến thuyết phục Ma Vương, nhưng Bizen lại nghĩ điều đó có thể làm con gái mình trở thành thế lực chống đối lại Ma Quốc. Khốn khổ thay, ngày mai cuộc tấn công sẽ bắt đầu, quân lực tầm 300 đứa, cản đám dở hơi này lại thì chắc không kịp. Vì thế Bizen nghĩ nên để người trong làng dạy cho bọn nó một bài học thì hơn. Flaurem lo lắng nếu để hai con rồng mà biết vụ này, kiểu gì cái Ma Quốc này cũng thành một nồi cám lợn. Nên Flaurem nghĩ chỉ cần làm cho bọn dở hơi đó nhận ra sự nguy hiểm của làng và tự rút lui là được. Thế là ba thiếu nữ tộc rắn đã dọa cho bọn lính một phen hú hồn con chồn, ba con nhỏ thủ hạ của công chúa cũng một phen khiếp sợ mà xanh cả mặt. Sau đó ba đứa nó được đưa đến diện kiến trưởng làng. Flaurem bảo bọn này từ Ma Quốc đến và nguyện sẽ cống hiến hết mình vì làng cho dù có phải bỏ mạng. Làm ba con nhỏ tím ngắt cả mặt. Ngoài ra công chúa Ma Vương Yuji cũng ở đây và cũng đang run lẩy bẩy. Giờ mà có ai hù nó một cái chắc nó bĩnh ra quần luôn cũng nên. Hiraku giao phó tụi này lại cho Flaurem và rời đi. Flaurem căn dặn đám này tốt nhất là nên làm việc chăm chỉ và tuyệt đối không được để bố con thằng nào biết được thân phận. Nếu không thì hậu quả sẽ khôn lường, kể cả công chúa cũng sẽ không được đối xử khác biệt. Nên từ giờ ở đây mọi người sẽ gọi nhau bằng tên. Flaurem dẫn Yuji đi tham quan làng. Nhỏ rất ngạc nhiên vì cỏ lại mọc trong nước. Rượu thì được làm từ nho, động cơ này không phải dùng ma thuật mà chạy bằng sức nước. Còn loại trái thượng hạng như táo thì lại mọc đầy trên cây. Mấy con nhỏ thủ hạ bảo nếu chiếm được ngôi làng này thì cả bọn kiểu gì cũng sẽ giàu nhất vương quốc. Làm Flaurem nghe mà muốn đấm cho mỗi đứa một đấm. Ba đứa dở hơi không chấp nhận phận quý tộc của Ma Quốc mà lại ở một nơi nhà quê thế này, nên tụi nó đã lên kế hoạch bỏ trốn vào ban đêm. Nhưng xui xẻo đụng độ phải đám Kuzo, làm tụi nó ngất liệm đi. Khi tỉnh dậy thì lại đụng độ thêm cả bè lũ nhện quỷ. Tụi nó thế là tiếp tục ngất liệm. Sau vụ kinh khủng vừa rồi nên bọn nó rất chăm chỉ làm việc. Flaurem đề xuất với Hiraku để bọn này được làm viên chức văn phòng của làng thì sẽ rất được việc. Yuji cảm thấy do sự thiếu hiểu biết của mình mà mém tí nữa là gây đại họa, nhưng tất cả cũng là vì lo lắng cho Flaurem. Khi nghe Flaurem bị bắt làm con tin làm cho Yuji ăn không yên ngủ không ngon, cả hai vốn là bạn thân từ nhỏ, nên Yuji rất giận vì Flaurem đã không chịu bàn bạc gì với mình. Có lẽ cũng là do những món ăn ở đây quá độc lạ bình dương, nên ba đứa thủ hạ cũng đã bắt đầu thích thú với ngôi làng hơn. Yuji quyết định sẽ tham gia vào công việc làm nông, còn rủ thêm cả ba đứa thủ hạ, mặc dù bọn này cũng không hứng thú gì cho mấy. Với sự hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình từ những người trong làng, đặc biệt là ba trai trẻ của tộc thú nhân, nên Yuji đã có được một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ và học được rất nhiều điều. Yuji cũng đến lúc phải quay về, làm ba trai trẻ cũng có chút tiếc nuối, nhưng Yuji hứa sẽ sớm quay lại. Senna gửi cho Yuji những cái bánh làm từ lúa mà cả bọn đã cùng nhau thu hoạch làm quà. Ba đứa thủ hạ có vẻ đã thích nơi này nên định sẽ ở lại học hỏi thêm một thời gian. Ma Vương lo lắng khi thấy con gái mình trở về cứ trở nên nghiêm túc thế nào ấy, thường xuyên bận rộn, bắt chuyện thì cứ bị ăn bờ. Bizen bảo có lẽ là do công chúa đã trở thành người lớn. Nghe điều đó làm Ma Vương tức điên vì nghĩ là do công chúa đang yêu và thề sẽ xử đẹp cái thằng đó ra bã. Bizen bảo ổng mà còn như vậy thì sẽ bị ghét cho coi, với lại nên thể hiện sự trang nghiêm một chút, chứ trẻ trâu quá tụi lính coi thường thì khổ. Đến mùa thu hoạch, Hiraku ngạc nhiên vì không ngờ lại bội thu đến thế. Rusty xin được chia một mớ làm quà cho cha mẹ. Bà cô Hakuren cũng xin một mớ để biếu hai ông bà già. Sẵn tiện giới thiệu, ông già là Long Vương Đô, sống ở lục địa phía Bắc, và bà già là Bão Phong Long Rem Aren, sống ở lục địa phía Nam. Rusty mang một ít nông sản về nhà, rồi chuyển phần còn lại đến thị trấn Sasato. Đến nơi thì Rusty được nhờ tiêu diệt một con thủy quái làm loạn. Để cảm ơn nên con bé được chia cho một ít thịt. Bà cô Hakuren đến phía Bắc và khi về mang theo một số người nhập cư mới, đại diện của họ tên là Ia. Họ là tộc tiên sống trên núi, do chỗ ở thiếu lương thực nên bà cô đã rủ họ về đây sống. Hiraku đã đồng ý cho họ ở lại.
Iya thấy Hiraku đang làm gì đó nên thắc mắc, cậu bảo mình đang thử làm gốm, nhưng có vẻ đất ở đây không thể nung được nên đã thất bại. Thế nên Iya đề nghị cậu giao vụ này cho nhóm của họ, vì họ vốn sống trên núi từ nhỏ nên việc tìm đất thì rất rành. Ít lâu sau họ mang đất về và Hiraku đã thành công trong việc làm gốm. Iya còn tìm thấy một hầm ngục ở phía bắc nên Iya đề nghị được thành lập một đội trinh sát để đến đó. Trong lúc họ đi trinh sát thì Hiraku đã xây cho mình một nhà tắm dành cho nam mơ ước. Ba thủ hạ ma vương bị Flaurem bắt gặp làm chuyện mờ ám. Tụi nó bảo mình định vào kỳ lưng cho trưởng làng để có thể kết thân với cậu ấy một chút, làm cho Flaurem tức điên. Nhóm trinh sát cũng đã về, các tiên nữ đòi được xâm chiếm chỗ đó vì ở đó là hang ổ của tụi rắn khát máu. Họ bảo tương lai của bộ tộc phụ thuộc rất nhiều vào thịt của tụi rắn. Hiraku không hiểu cho lắm nên Iya tiết lộ thịt con này không chỉ ngon mà còn rất tốt cho đời sống vợ chồng, đặc biệt là việc có em bé, làm Hiraku toát hết cả mồ hôi. Mùa đông sắp đến, đột nhiên Ju bị bệnh nên mọi người rất lo lắng. Nhưng khi nghe các triệu chứng của Ju thì Senna nói ở làng mình cũng có trường hợp tương tự và người đó hiện giờ đang có tin vui. Ngày hôm sau, làng đại thụ vẫn yên bình như mọi ngày. Hiraku thức dậy với tràn đầy năng lượng, nhưng có một điều không giống với những ngày khác, đó là Ju đã có thai. Mọi người khi biết tin cô có thai cũng đều rất hào hứng, tuy nhiên vì điều này mà cô cũng không thể tự do thay đổi hình dạng được nữa. Hiraku rất hay đi xem nhóm hầu gái tộc Kỳ Lân làm việc, dần dần thì nó cũng trở thành một nhiệm vụ của cậu. Cậu bảo mình không dậy sớm không phải vì lười biếng, vì nhóm hầu gái cứ nhất quyết muốn thức sớm hơn cậu thì mới chịu được, nên cậu dậy muộn cũng vì lo cho sức khỏe của họ. An thông báo con Slim nhậu nhẹt đêm qua đã đột nhập vào kho và uống hết một thùng. Để tránh nó uống quá nhiều nên cả bọn đã chia thành những thùng rượu nhỏ. Nhưng An lại không thấy vui vì sáng kiến này mà lại cảm thấy xấu hổ vì cứ để cho con Slim này đột nhập. Bữa sáng cũng đã đến, nhưng vì nhà ăn không đủ lớn để chứa hết mọi người nên sẽ được chia làm 3 đợt ăn. Hiraku sẽ ăn trong đợt đầu tiên. Flora do đêm qua mãi mê nghiên cứu về việc cải thiện súp miso nên trông mặt cứ đần đần. Đã vậy không có ý định muốn ngủ mà còn đòi nghiên cứu thêm. Đợt ăn thứ hai sẽ dành cho các hầu gái và đợt ba thì dành cho những người không kịp ăn ở đợt 1 và 2. Còn bà cô Hakuren do mãi mê ngủ nên đôi lúc cũng không kịp ăn đợt 3. Gen Maria báo cáo có 3 con thỏ sát thủ đã tiếp cận làng ngày hôm qua và bọn nó đã bị nhóm Kuzo diệt gọn. Hiraku cảm thấy ngày thường nhóm của Gen Maria rất nghiêm chỉnh, nhưng trong sinh hoạt thì lười đến không thể ngờ. Việc nhà cũng không biết làm, đồ ăn thì phụ thuộc hoàn toàn vào các hầu gái, kể cả công việc giặt giũ với quét dọn thì cũng để cho nhóm của Zaga lo. Tuy nhiên trong việc bảo vệ làng thì lại rất được việc. Sau bữa sáng thì Hiraku tiếp tục công việc làm đồng và lần này cậu lại tiếp tục gặp loại sâu hại màu đen này. Bọn này thường hay bám vào các lá cây và ăn chúng. Bình thường nhóm chó của Kuzo và nhóm nhện của Zabuton luôn phát hiện kịp thời nên vẫn chưa có thiệt hại gì quan trọng. Và biện pháp đối phó nhanh nhất là dùng nước của công cụ vạn năng tưới vào bọn nó. Loại nước này dường như có tác dụng như thuốc trừ sâu. Chăm chỉ làm việc hàng ngày nên cánh đồng cũng càng lúc được mở rộng thêm, nhưng vì thế mà việc chăm sóc cũng trở nên vất vả. Tuy nhiên khi ngắm nhìn những thành quả đạt được thì Hiraku cảm thấy rất vui. Thoáng chốc bữa trưa cũng đã đến, nhóm hầu gái rất chu đáo chuẩn bị sẵn đồ ăn để có thể ăn luôn ngoài đồng. Khi trò chuyện với nhóm Ju và Tia lúc trước, Hiraku nhận ra việc ăn trưa ở thế giới này rất hiếm thấy vì họ cho rằng bữa sáng và bữa trưa quá gần nhau. Còn tộc tiên thì bận tâm về việc ăn uống mỗi ngày, họ lo sẽ không có đủ thức ăn cho ngày mai nếu hôm nay và hôm qua đều dùng bữa. Trước khi đến làng thì họ rất hiếm khi ăn mỗi ngày một lần. Tộc thú nhân thì lo lắng khi nhận được thức ăn mỗi ngày vì nghĩ điều này có thể là do cả bọn sắp bị đuổi ra khỏi làng. Nên khi tất cả họ đến đây, Hiraku mong muốn họ không phải lo nghĩ về thức ăn nữa. Sau khi ăn trưa xong thì Hiraku tiếp tục làm việc, dân làng ngày càng tăng nên công việc cũng nhẹ nhàng hơn. Tuy thế thì việc cuốc đất và trồng nông sản thì chỉ có Hiraku mới làm được. Trước giờ toàn trồng những cây ăn được, nhưng để cho cuộc sống thêm văn minh và nhiều màu sắc, cậu đã trồng thêm các cánh đồng hoa. Cậu còn dùng nông cụ vạn năng để tạo ra các món đồ chơi hay những chiếc bàn ghế để thư giãn sau những giờ làm việc. Ngoài ra, cậu còn chế tạo các thanh kiếm gỗ để tập huấn quân sự. Dù nghĩ có thể sẽ không cần, nhưng nhóm hầu gái vẫn nhất quyết đề nghị. Có lẽ do ở làng ăn uống quá điều độ, nên họ đã bị tăng cân và cần phải vận động để có thể mặc vừa những bộ đồ. Nên Hiraku cũng đồng ý và tổ chức các buổi tập thường xuyên hơn. Mặt trời bắt đầu lặn thì công việc cũng kết thúc. Hiraku về nhà và dùng bữa tối. Cậu nhận ra hôm nay có món ăn mới. Các hầu gái nói họ đã sáng tạo ra món này bằng thịt của thỏ sát thủ với mật ong. Nhưng có vẻ họ chỉ tự tin với món ăn của mình khoảng 20%. Nên Hiraku căn dặn họ khi nào tăng lên 50% thì hãy mang ra. Điều đó làm An rất khó chịu vì như vậy rất lãng phí nguyên liệu.
Hiraku cảm thấy cũng có lý nên ăn luôn. Mặc dù không ngon nhưng cậu vẫn cố tỏ vẻ hài lòng để họ không buồn. Hiraku có một bức thư từ công chúa Yuji. Công chúa muốn được ăn táo và còn muốn có thêm một chiếc váy do Yabuton đan cho. Tuy đòi hỏi có chút ích kỷ nhưng Hiraku vẫn vui vẻ chấp nhận. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi một chút thì Hiraku đi tắm. Bể tắm nam thường sẽ được đặt trước nên Hiraku rất thoải mái hòa mình với dòng nước. Trước kia thì chỉ có một bể tắm chung nên cậu không tài nào thoải mái cho nổi. Tắm xong thì đến thời gian thư giãn, nhưng để bắt đầu thì lại là lúc căng thẳng nhất vì lo lắng sẽ bị rình rập. Quả thật những cô gái đang theo dõi cậu và họ còn liên lạc thông báo với nhau. Thậm chí khi vào phòng cậu vẫn cảm thấy mình bị theo dõi, nên cậu đã nảy ra một ý, hét lớn chữ cầu cứu và những cô gái đã lộ diện, nên cậu tạm nghĩ có thể họ chỉ đang lo lắng cho sự an toàn của mình mà thôi. Cuối cùng thì cũng có thể ngã lưng lên giường, cậu cảm thấy cuộc sống mỗi ngày đều rất vui nên rất biết ơn ông thần đã ban cho mình một cuộc đời thứ hai. Tại nhà máy rượu, những người lùn vẫn miệt mài ngày đêm làm việc chăm chỉ. Trong tưởng tượng của Hiraku thì họ là những người rất hay uống rượu và say xỉn. Nhưng thực tế thì họ lại không như vậy, vì nếu say sẽ không thể làm ra được những loại rượu thượng hạng. Hiraku nếm thử rượu thì thấy rất ngon, nhưng họ lại cho rằng đây là loại rượu thất bại. Những chai rượu thất bại sẽ được đánh dấu, tuy nhiên sẽ không bỏ đi, mà dùng để chưng cất thêm và trộn với nước trái cây. Donovan còn đề xuất tăng thêm sản lượng nho, tầm khoảng gấp 3 lần hiện tại. Hôm sau trong lúc đang suy nghĩ về việc trồng nho, thì Senna đến thông báo có người lạ xuất hiện trong làng. Hiraku rất ngạc nhiên vì nhóm thiên thần và cả Yabuton đều rất dè chừng người này, còn người này thì lại đang quỳ trước hai bức tượng thần do Hiraku tạo ra. Bỗng Ju xuất hiện và gọi người đó là thủy tổ làm mọi người trong làng ngạc nhiên. Người này tên Van Gret và là thủy tổ của tộc Ma Cà Rồng, vì nghe nói Ju mang thai nên đã đến đây. Ổng có thể xem như là ông của Ju và hiện tại khoảng hơn 4.000 tuổi. Ban đầu ổng cũng không tin là Ju có thai vì tộc Ma Cà Rồng thường phải dùng khế ước máu để gia tăng gia quyến nên chắc đây là chuyện hiếm. Ổng còn gợi ý một mẹo để có thể sống lâu là thỉnh thoảng phải xóa ký ức, để không quên những chuyện quan trọng thì phải xóa bỏ những điều không quan trọng. Hiraku cảm thấy điều này có vẻ hơi đáng sợ. Ban đầu thì ổng cũng hơi run, nhưng thử một lần thì sẽ không còn sợ nữa. Lần cuối ổng làm là khoảng 200 năm trước. Ổng định đến đây để xem tình hình rồi lặng lẽ ra về, nhưng lại bị thu hút bởi hai bức tượng. Vì ông thần được tạo ra rất chân thật nên trong vô thức ổng đã quỳ lạy bức tượng. Ổng còn tiết lộ lúc mới sinh đã gặp ông thần một lần. Ông thần bảo ổng có một thể chất kỳ lạ nên gặp nhiều chuyện cũng đỡ được một phần, nhưng do xóa ký ức nên không còn nhớ nhiều cho lắm. Tuy thế nhưng ông thần thì ổng vẫn nhớ, mặc dù không nhớ rõ hình dáng. Ổng cũng cố tạo nhiều bức tượng nhưng không thể sánh bằng của Hiraku, nên ổng rất thích bức tượng đó. Hiraku không thể cho ổng bức tượng nhưng hứa sẽ làm một cái mới cho ổng. Điều đó làm cho ổng rất vui. Thoáng chốc bức tượng cũng hoàn thành, nên cũng đến lúc ổng phải rời đi và xin được đền đáp công lao. Nhưng Hiraku không nhận vì cậu nghĩ điều đó cứ như buôn thần bán thánh vậy. Nên ổng bảo mình sẽ nghĩ một thứ khác để đền đáp và chúc sức khỏe hai đứa cháu rồi rời đi. Sau đó ổng mang bức tượng đến một giáo đường và đề nghị trưởng giáo đường đặt nó ở chính điện. Điều này làm trưởng giáo đường ngạc nhiên, vì như thế phải chuyển bức tượng tôn nghiêm nhất của giáo đường do một nghệ nhân nổi tiếng tạo ra. Nhưng khi thấy bức tượng ông thần do Hiraku làm cho trưởng giáo đường có suy nghĩ khác nên định sẽ vinh danh người tạo ra nó. Nhưng thủy tổ nghĩ Hiraku sẽ không thích và ổng cũng không muốn phá vỡ cuộc sống bình yên của cậu, nên sẽ ủng hộ từ phía sau, đó là thông báo cho các chi nhánh khác để cậu và làng đại thụ sẽ được mọi người đời đời nhớ đến. Thủy tổ sau đó còn gửi đến một cây đàn dương cầm với lý do mừng Ju mang thai, và cây đàn được đặt trong phòng ăn lớn nhất của làng. Ba cô thủ hạ của Ma Quốc rất muốn được chơi thử cây đàn, vì cây đàn này được dùng trong các nhà thờ lớn, nên nếu được chơi sẽ tự hào cả đời, và ngay lúc này là lúc thích hợp nhất. Nhưng khi đối diện với cây đàn thì ba đứa cứ nhường nhau, rồi cuối cùng chả đứa nào dám chơi luôn. Cả ba đứa sau đó đi xin Hiraku một cây đàn khác để luyện tập. Hiraku rất ngạc nhiên khi ba nhỏ này lại không dám dùng cây đàn kia. Thế là cậu đã nhờ Michael mang đến một cây đàn. Khi đặt hai cây đàn cạnh nhau thì Hiraku mới nhận ra sự cao quý của cây đàn do thủy tổ mang đến. Piano rất được mọi người yêu thích và mọi người đều rất hào hứng luyện tập. Những người thuộc Ma Quốc có lẽ là những người chơi giỏi nhất, nhưng họ lại chơi cả vào ban đêm, làm Hiraku không tài nào ngủ được. Trước khi bước vào tập 12, chúng ta hãy cùng điểm lại tất cả nhân vật đáng chú ý đã xuất hiện trong 11 tập trước nhé. Đầu tiên là trưởng làng Machio Hiraku của chúng ta. Anh chàng được thần sáng tạo ban cho một cuộc đời thứ hai tại thế giới khác nhằm chuộc lại sai lầm của ổng. Nhưng ổng lại vô tình mắc thêm một sai lầm nữa, đó là đưa cậu tới sống trong một khu rừng mang tên là khu rừng chết, nơi đáng lẽ chỉ để trừng phạt những kẻ xấu xa. Nhưng cùng nông cụ vạn năng và cơ thể khỏe mạnh được ban cho, thì Hiraku lại không hề gặp khó khăn khi sống ở khu rừng này. Đã vậy cậu còn gây dựng cho mình một đế chế riêng và đặt tên cho nó là Ngôi Làng Đại Thụ, nơi cậu gặp gỡ rất nhiều sinh vật kỳ lạ nổi tiếng dữ tợn.
và cũng gặp gỡ rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Cùng với họ, ngôi làng đại thụ từ một nơi buồn tẻ của khu rừng chết đã trở thành một ngôi làng sôi nổi và vô cùng đáng sống. Những dân làng đầu tiên là hai con sói địa ngục. Đây vốn là sinh vật nổi tiếng rất nguy hiểm và tàn bạo trong thế giới này. Tuy nhiên, Hiraku lại không biết đến sự nguy hiểm của tụi nó, mà còn lầm tưởng bọn nó là chó. Cậu còn chia sẻ thức ăn và chỗ ở cho hai đứa. Bọn sói cảm thấy yên tâm nên đã quyết định ở lại và hạ sinh bốn con sói con. Hiraku đặt tên cho con sói đực là Kuzo và con sói cái là Yuki. Bốn con chó con lần lượt có tên là Kuzoichi, Kuzoni, Kuzosan và Kuzozon. Bọn chó con cũng dần lớn và rời làng để tìm bạn đời. Sau đó cả bọn quay lại và đã hạ sinh thêm một đại gia đình chó. À mà trong bốn con chó con đời đầu có một con rất mê ngủ. Nó ngủ mọi lúc mọi nơi mặc kệ chuyện đời. Dân làng kế tiếp là một con nhện. Tương truyền thì đây là một con nhện vô cùng bá đạo, có thể đánh ngang ngửa với ma vương và là một người bạn cũ của Ratalun. Hiraku đã đặt tên cho con nhện là Zabuton để có được thức ăn yêu thích là khoai tây. Zabuton đã đan cho Hiraku rất nhiều món đồ hữu ích như quần áo, chăn ga, gối đệm. Zabuton sau đó còn đẻ thêm cả một bầy con nhỏ. Zuzuzushi là một cô gái thuộc tộc ma cà rồng. Do xích mích với một quý tộc nên đã bị Tia, một cô gái thuộc tộc thiên thần truy đuổi phải chạy vào rừng và đến được đây. Vì một lời nói gây hiểu nhầm của Hiraku muốn cô sống ở làng cùng mình mãi mãi, nên cô bé đã lầm tưởng được cậu cầu hôn, nhưng cuối cùng cũng đồng ý ở lại và trở thành vợ của cậu. Tia vì truy đuổi Ju nên cũng đã đến với ngôi làng. Khi được Ju rủ dê và dẫn đi tham quan những loài cây lạ trong làng, Tia cũng đã quyết định ở lại. Một đàn nhện con rời đi tìm nơi ở mới, Tia cũng xin phép được rời đi một chút và quay lại cùng rất nhiều cô gái tộc tiên khác. Từ trái qua phải lần lượt có tên là Lit, Lita, Lily, Lia, Lifu, Likot và Lize. Người đại diện của nhóm là Lia và người trẻ nhất trong số họ cũng đã hơn 300 tuổi. Vì bộ tộc của họ bị kéo vào chiến tranh của con người nên đã phải phân tán khắp nơi tìm chỗ định cư. Nhóm chó Kuzo sau đó đã tìm thấy 5 tộc tiên khác trong rừng và dẫn họ đến làng. Từ trái qua phải lần lượt là Lami, La, Lafa, Lasa và Lalasa. Người đại diện của họ là Lafa. Sau khi Hiraku dùng bản sao của gươm thần Grimm tiêu diệt một con quái thú được gọi là Wyvern, đã làm cho các thành viên của ma quốc phải khiếp sợ. Người áo đỏ này là Tứ Thiên Vương Bizen, người mặc giáp là Tứ Thiên Vương Gress, còn người lúc nào cũng sợ sệt đòi xin từ chức là Tứ Thiên Vương Gandan. Không chỉ vậy, sức mạnh của Hiraku còn làm chấn động đến cả long tộc. Thủ lĩnh của long tộc tên là Dozem và cận thần của ổng tên là Guchi. Flora là em họ của Ju và cũng là một thành viên của tộc ma cà rồng do đuổi theo chị gái mà đến đây. Sau đó cô bé còn dẫn đến rất nhiều hầu gái. Những hầu gái này thuộc tộc Kỳ Lân và người đại diện của họ tên là An. Do cảm thấy bản thân quá cô độc ở làng nên Tia cũng đã dẫn về thêm 3 cô gái của tộc thiên thần. Họ được nhiều người biết đến với tên gọi là thiên thần sát thủ. Từ trái qua phải lần lượt có tên là Corong, Gran Maria và Kuden. Ngoài ra còn có tộc người thằn lằn, đại diện của họ tên là Zaga và có mang theo một con gà. Sau đó, Lia còn phát hiện thêm rất nhiều tộc tiên khác, nhưng tất cả đều là nữ. Tộc thú nhân nghe từ các thủ hạ của Ma Vương nên biết tới làng đại thụ và đến đây. Người đại diện tên là Goof, họ đến để trao đổi hàng hóa vì muốn có được lương thực. Sau chuyến hàng đầu tiên, tộc thú nhân đã đưa đến một số người để định cư. Đại diện của họ tên là Sena. Ngoài ra còn có thêm 3 trai trẻ theo yêu cầu của Hiraku vì dân làng đang rất thiếu nam giới. Tộc người lùn nghe nói ở làng đại thụ có rất nhiều nông sản nên muốn ở lại đây để được làm rượu vì họ có kỹ thuật làm rượu rất chuyên nghiệp. Đại diện của họ tên là Donovan. Do thường xuyên đến thăm làng và ở luôn qua đêm nên Dozem đã bị vợ con nghi ngờ và đuổi theo đến làng. Người vợ của Dozem tên là Ratalun và đứa con gái tên là Rusty Samun. Sau khi biết được mục đích của Dozem, nên Rusty đã được giao nhiệm vụ sống ở làng nhằm ngăn chặn sức mạnh của Hiraku nhắm vào long tộc. Ngoài ra Dozem còn có một bà chị gái ế chồng tên là Hakuren, bà cô khá dễ thương nhưng lại rất lười. Phía Ma Vương sau đó cũng phái gián điệp đến để tìm hiểu sức mạnh của ngôi làng và đó là Flaurem, con gái của Tứ Thiên Vương Bizen. Còn đây là 3 thủ hạ của Ma Quốc, từ trái qua phải lần lượt có tên là thứ nữ nhà Glit tên Rosalind, thứ nữ nhà Mamon Rose tên Glassas và thứ nữ nhà Pizzo tên Loa. Do 3 cô gái này lầm tưởng Flaurem bị bắt cóc làm con tin nên đã bẩm báo với công chúa Yuki tấn công làng. Công chúa là con gái của Ma Vương và cũng là người bạn thân từ thuở nhỏ của Flaurem. Người đàn ông này tên là Michael Goron, một thương gia ở thị trấn Sasato của Ma Quốc, được Flaurem giới thiệu với Hiraku vì cậu muốn có đồ biển để làm lẩu hải sản. Làng đại thụ còn có hàng xóm là các thiếu nữ tộc người rắn. Họ bị đám chó Kuzo và bầy nhện Zabuton quấy rối chỗ ở. Nhưng Hiraku đã để họ tiếp tục được sống ở đó và giao cho họ công việc giao hàng. Bà cô Hakuren đi đến phía bắc để mang quà cho ông bà già. Khi về có dẫn theo một nhóm tộc tiên sống trên núi, đại diện của họ tên là Ia.
Sau khi nghe tin Du có thai, thủy tổ của tộc Ma Cà Rồng đã ghé thăm làng. Ổng tên là Van Gret, cũng là một giáo chủ thờ thần sáng tạo. Đó là những nhân vật quan trọng đã xuất hiện ở 11 tập trước và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với tập 12 nhé! Mùa xuân đã trôi qua, ánh nắng mặt trời ngày càng trở nên gay gắt hơn. Các loại rau củ khi hấp thụ nhiều ánh nắng thì cũng trở nên tươi tốt và càng thêm rực rỡ. Đã đến giờ nghỉ trưa, nhưng Hiraku vẫn rất ham làm việc mà không chịu nghỉ. Thấy thế nên Du gọi cậu vào, căn dặn cậu đừng cố quá sức kẻo bị bệnh thì không hay. Hiraku không biết Du có thai thì đi đến đây có ổn không. Du nói vận động một chút thì cũng rất tốt. Sena có chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm nhờ vào hiểu biết từ những phụ nữ làng Howling. Các hầu gái cũng từng tham gia vào một ca sinh nở nên cũng có thể an tâm được một phần. Các cô gái không biết cảm giác của việc mang thai là như thế nào, dù ví dụ nó giống như là đang mang hai cái bắp cải. Tia tưởng tượng và cho rằng nó khá nặng. Sena thì không biết Du sẽ sinh bé trai hay bé gái, còn Lia thì cảm thấy khá ghen tị với Du. Còn Du thì lại hơi tiếc vì khi mang thai không thể uống được rượu. Nghe điều này làm các cô gái không khỏi trầm trồ. Các thiên thần muốn xin một thỉnh cầu với Hiraku, đó là bán hết rượu ở làng. Vì các cô gái muốn kiêng rượu cùng với Du, nên để không bị dằn vặt tư tưởng trong thời gian này thì chỉ còn cách là bán hết rượu. Nhưng Hiraku nghĩ nếu làm thế thì sẽ phải hối hận vì để làm ra rượu rất tốn thời gian. Nên cậu bảo họ hãy nghĩ theo chiều hướng khác, rượu sau khi được ủ thì hương vị sẽ khác lúc mới làm, cho nên nếu chờ đợi càng lâu thì rượu sẽ càng ngon. Các cô gái nghe thế cũng nhất trí với cậu, nhưng điều đó làm cho các người lùn rất buồn. Họ tưởng mình đang làm sai điều gì, vì cả làng vốn rất yêu rượu tự nhiên giờ lại không uống nữa. Họ còn nghĩ đến việc giảm sản lượng nho lại. Nhưng khi nghe Hiraku giải thích tường tận thì họ lại nghĩ có khi phải tăng sản lượng nho lên, vì khi chế độ kiêng rượu kết thúc, các cô gái có thể sẽ uống nhiều hơn. Mọi người đều rất quan tâm đến Du. Tia và nhóm thiên thần đã mang đến tặng Du một bông hoa. Nó được nở trên nền tuyết còn sót lại ở một dãy núi. Chỉ ngắm nhìn thôi cũng cảm nhận được sự mát mẻ xung quanh. Ia mang đến cho Du một bí dược của tộc tiên núi. Thứ này có thể làm cho bản thân luôn khỏe mạnh. Rusty cũng có một món quà, đó là một viên ngọc phục hồi ma lực. Còn An thì sau bao cố gắng cũng đã thành công trong việc làm bánh pudding. Lia cũng không chịu lép vế, cô bé mang đến cho Du một vòng hoa tượng trưng cho sự may mắn. Còn bà cô Hakuren thì rủ Du ăn táo cùng đứa em họ Flora sau gần ấy thời gian thiếu ngủ và cho nổ hàng tá can tròi. Thì cuối cùng cũng hoàn thiện món súp miso trong truyền thuyết. Cô bé còn kết hợp giữa đậu phụ và cà chua. Hiraku không ngờ sự kết hợp này lại ngon đến thế. Bọn chó Kuzo cũng mang quà đến tặng Du. Đó là một con thỏ sát thủ mới vừa săn được. Bé lũ Zabuton thì mang đến đồ dùng dành cho em bé tự đan. Còn da gà không biết tặng gì nên đề nghị Du hút máu mình để gia tăng thêm sức mạnh, nhưng da của da gà có vẻ hơi cứng. Trong món đồ tặng của Du còn có một cây búa, đó là món quà từ Donovan. Ông ấy nói nó sẽ có ích cho sau này. Bỗng Du cảm thấy khó chịu, có vẻ như đã tới lúc sinh con. Các hầu gái tất bật chuẩn bị dụng cụ, Hiraku thì cảm thấy bồn chồn không yên trong lòng. Cậu đến và ngồi vào cái lỗ của cây đại thụ mà cậu đục trước đây, rồi ngắm nhìn hai mặt trăng như cái đêm đầu tiên mà cậu đến với thế giới này. Lúc đó cậu chỉ có một mình, và cũng là điều mà cậu yêu cầu với thần sáng tạo. Nhưng giờ đây cậu lại có rất nhiều người ở bên cạnh. Cuối cùng Du cũng đã hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh. Hiraku bế thử đứa bé, cậu cảm giác đứa bé thật ấm áp. Khi thấy đứa bé cười làm cậu rất phấn khích. Lúc này cậu nhận ra mình đã thực sự trở thành một người bố rồi, và hy vọng con trai của mình lớn lên sẽ thật khỏe mạnh. Hiraku đặt tên cho đứa con của mình là Anfet, và đó cũng là đề xuất của Du. Tuy mang dòng máu của Ma Cà Rồng, nhưng hiện tại đứa bé vẫn rất bình thường. Các cô gái lúc nào cũng háo hức và ngắm nhìn đứa bé. Hiraku nghĩ mình nên đáp lễ lại các món quà của mọi người. Cậu tập hợp các cô gái lại và đề xuất một hình thức mới, đó là xu phần thưởng. Cậu sẽ phát nó cho những người đã đóng góp cho làng bấy lâu nay. Với thứ này có thể đổi lấy những điều mình thích và thậm chí có thể nhờ vả người khác. Và hình thức này chính là tiền tệ. Trước đây mọi thứ đều được giao cho Hiraku và Hiraku sẽ phân phát nó cho mọi người. Bất kỳ ai cần thì đều đến xin cậu là được. Nhưng hiện tại dân làng đã đông hơn và yêu cầu cũng ngày một nhiều, nên để có thể khắc phục được điều này thì phải có hình thức giao dịch tự do. Lia thắc mắc sao không trao đổi hàng hóa. Hiraku cho rằng thật khó để quy đổi giá trị một món hàng này với một món hàng khác. Sena nghĩ quả táo có thể đổi được 3 quả dâu, nhưng với người thích dâu hơn như Tia thì quả dâu có giá trị tương đương hoặc thậm chí hơn quả táo. Do đó giá trị quan của mỗi người sẽ khác nhau, nên tiền tệ sẽ được dùng như một tiêu chuẩn để trao đổi hàng hóa. Nhưng nếu dùng tiền đột ngột sẽ hơi loạn, vì thế bước đầu tiên Hiraku muốn dùng nó như là một phần thưởng. Cậu phát cho mỗi công dân của làng 3 xu phần thưởng.
Do số lượng chó và nhện không đếm nổi nên cậu phát cho mỗi đàn 30 xu, phải tự tay làm để tránh hàng giả nên Hiraku không thể làm được số lượng lớn. Người lùn dùng những đồng xu để đổi lấy rượu, các chiến binh đổi lấy vũ khí từ các món quà mà Dozen mang đến. Một số cô gái thì muốn có các món đồ gia dụng hoặc đồ chơi, còn Ia lại dùng đồng xu để trang trí và ngắm nhìn nó thích thú. Nhóm chó Kuzo xếp hàng chờ Hiraku làm mấy món đồ tự chế theo yêu cầu. Vì thế công việc của Hiraku cũng ngày một nhiều hơn. Và cuối cùng bữa tiệc mừng hạ sinh cũng đã đến. Sau ngần ấy thời gian kiêng rượu, cuối cùng cả làng cũng đã có thể uống rượu thỏa thích. Những người lùn đem đến một cái thùng. Đây là thùng rượu đặc biệt mà họ làm để tặng riêng Hiraku và Ju. Và những người được tặng sẽ dùng cây búa để mở nó. Ju cảm thấy rất phấn khích vì điều này. Hiraku thì không ngờ ở nơi đây cũng có kiểu tương tự như cắt bánh ăn mừng. Donovan muốn biết rượu có ngon không, nhưng Ju nói trong lúc cho con bú cũng không được uống rượu. Donovan đề nghị nên chia nhỏ thùng rượu ra ủ thêm trước khi mọi người uống hết. Hiraku cảm thấy đây là một ý hay và sẽ ủ đến khi đứa bé đủ tuổi uống rượu thì sẽ lấy ra. Nghĩ đến ngày có thể uống rượu cùng con trai làm Hiraku rất mong chờ. Phía Michael biết tin Ju sinh con và đang nghĩ một món quà mừng thích hợp để không làm mất mối quan hệ làm ăn lâu dài với làng. Chuyện Ju sinh con cũng đến tai của các tướng lĩnh ma quốc. Cả bọn lúc này đã bắt đầu suy nghĩ về khả năng có thể trở thành thù địch của làng đại thụ và nhận ra nên kết thân với họ. Tứ Thiên Vương Gless còn bảo người của ma quốc mà kết hôn với bên làng thì đất nước sẽ được an toàn. Ma Vương nghe điều đó liền phản đối rất kịch liệt việc để công chúa Juji đi lấy chồng, nhưng có ai đòi bắt con ông đi lấy chồng đâu trời. Các cô gái thông báo có rất nhiều người đang muốn nhập cư vào làng, một số người sống ở khu rừng khác đang tìm chỗ ở mới, một số người thì kiệt quệ do chiến tranh. Tính sơ sơ thì số lượng cũng hơn 3 con số. Hiraku nghĩ với số lượng này thì chắc phải xây thêm một ngôi làng. Ju bảo cứ làm như thế, hãy làm một ngôi làng mới vì người nhập cư. Hiraku lo lắng vì như vậy sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ và cần thêm thời gian, nhưng các cô gái lại rất phấn khích và muốn thực hiện điều này. Họ không muốn bỏ mặc những người đang gặp khó khăn, vì trong số họ cũng từng là những người gặp khó khăn và được ngôi làng cứu. Thế là Hiraku quyết định sẽ cùng mọi người thực hiện điều này. Vậy là bộ phim đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình và dành tặng cho mình một like và ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.